kia về à? Không có ai chụp rồi à? Bảo lấy số lượng bao nhiêu biết. Bà check được chị Zalo, tôi gửi số lượng không bà check. Có một cái mẫu tơ thôi. Đây, check lại Zalo hộ cái nhanh lên. Đơn chiều nay đúng không? Đơn chiều nay thì ngày mai bên em sẽ có đến chốt đơn cho mình nhá anh. Kính á? Kính không, kính em không còn đâu. Kính nhà em hết hàng rồi ấy. À thế à, sáng mai bên em sẽ chốt sớm nhá. Hôm nay nhận được đồ nhà like rồi mà về mọi người ai cũng khen rẻ còn đẹp. Em ơi chị tí quài nhá. Hello mọi người ơi, các chị vào luôn nhá. À chị Kim ơi, có hai quả táo ở trong túi chị mang em ra để cắt em ơi. Anh cột cái đai này sao cho em nhé. Cột có một cái gì ở sau em ơi, chị Lê Loan, hello mọi người, cho nên em được chiếc bị SC gì đó rồi. Em ơi chị Nguyên bé này, hello mọi người, các chị ơi vào luôn nhá. Áo này xinh này, chắc là phải để lại cái này để mặc rồi. Nào mọi người ơi, cho em mời cái điện thoại của em. Ok. Bắt đầu em sẽ cắt hàng bom luôn cho mọi người nhá. Được em téo, ok. Các chị ơi vào chưa? Sao này em mặc có bán luôn. Sao này chị mặc mấy tầng? 3 tầng ấy. Áo em mặc có bán ấy, áo này thậm chí là chị nào tầm 58 cân cho em vẫn mặc vừa. Ok chị nhài. Em nhận được rồi, ok lắm. Em bảo với chị Sư Hoàng. Rồi, bắt đầu em lên luôn mọi người nhá. Chia sẻ live stream. Anh hàng bom đây. Chia sẻ livestream để bắt đầu em lên nhá. Rồi ok. Thống nhất với các chị luôn, nhớ là chia sẻ livestream nhá, đặc biệt là chia sẻ livestream luôn. Rất là gọi là sao, chia sẻ livestream sẽ được chốt nha mọi người. Mình lên luôn cho em ấy là bom 9k và kèm số điện thoại giùm em. Bom 9k và kèm số điện thoại giùm em nhá. Trời ơi. Hôm nay em điệu quá, bình thường chỉ cần like một phát lên luôn, tự nhiên hôm nay làm cái trò này. Kiểu hôm nay đang bị mơ. Hôm nay đang bị mơ mơ ảo. Hôm qua đang mơ lên trời, tự nhiên trưa nay cho này kiểu tóc đấy và bây giờ lại còn kiểu tóc này. Trời ơi, bảo là cái đồ. Áo em thì hơi đắt một chút xíu đấy, tại vì cái này là chất liệu là vải tơ và nó làm rất là cẩn thận. Áo này thực ra là ở ngoài shop nó đang bán là 300 mấy, hình như 300 mấy hay sao á. Hoặc là 280 gì đấy. Ok mọi người nhá, chia sẻ livestream thì bắt đầu em lên này. Bom 9k và kèm số điện thoại giùm em nhá. Ok mọi người ơi. Nào các chị ơi khẩn trương cho em này. Đơn hàng của chị này là bao nhiêu tiền đây? Đơn hàng của bác này là bao nhiêu tiền đấy các chị ơi? Nào các chị ơi, cố gắng là chia sẻ livestream mọi người nhá. Bom 9k và kèm số điện thoại giùm em. Chị này là chị Nhi Nhi Mai Hi nè. Số tiền ở đâu anh? Mở mất rồi. Ok. Nào mọi người ơi, nhớ là chia sẻ livestream giùm em nhá. Để bắt đầu em lên. Nhìn cậu này hay hay buồn cười. Trong đây là những cái gì đây? Bộ lụa. Cần nhớ nhà thôi. Áo, bộ lụa, các thứ này. Tặng nốt cho các chị luôn cho em nhóc. Với giá là 9.000 đi. Bộ lụa này đang có. Cái này là cái gì đây? Cái này là quần ba ghi vải à. Một cái quần ống sớ này. Một cái quần ống sớ size M cho em. Đây. Cái quần ống sớ size M đang bán là 115.000 đây. Quần ống sớ size M cho em nhé. Đang bán là 115k. Ê ôi, đẹp cực kỳ. Một con áo kiểu vàng này. Áo kiểu này em vẫn đang còn. Một con áo kiểu vàng này, dã man kinh khủng khiếp. Một con áo kiểu xanh này. Dã
bạn ấy nó chịu 9.000 đi. Có, hôm nay có con bò đấy. Hôm nay tí em lên con bò cho mọi người nhá. Nói chung là có con bò đây. Một con kiểu xanh em như thế này. Kiểu vàng, kiểu xanh đầy đủ nhá. Đầy đủ hết cho em quần ống sớ đang bán 115.000. Em bán tặng nước các chị với giá là 9.000. Điều kiện này mình nhận nhá mọi người ơi, mình nhận quà livestream này. Thứ nhất là mình nhớ là nhớ like bếp. Thứ hai là ấn chế độ theo dõi được chưa? Thứ nhất là mình nhớ like bếp, thứ hai mình ấn chế độ theo dõi, thứ ba là bật chuông thông báo. Thứ tư là chia sẻ livestream. Có thấy không? Rất là đơn giản, 4 bước. Áo em mặc tí nữa có lên yên tâm. Nói chung cái áo này thì hơi đắt tiền. Hàng này là hàng cao cấp, hàng đắt nhưng mà bù lại các chị sẽ nhận được cái sản phẩm nó xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra. Ấy nói chung là những cái sản phẩm này thì tí nữa em sẽ nói chung là giá cao thì so với mức bình thường em bán, nhưng mà tại vì cái mẫu này nó mới ra ngay tức thì, hình như mới ra hôm qua, người ta hôm qua có mẫu đăng rồi đấy, hôm qua có nhà đăng rồi, mới ra tức thì hôm qua, nhưng mà hôm nay đã có hàng và hàng như là hàng loại 1. Chưa bao giờ bây giờ em hàng hot em không bao giờ bán hàng loại 2, được chưa? Hàng loại 2 thì chẳng qua thì nhà nào sale rẻ em muốn gọi là cái nó chất cũng rất là ok, cũng tặng được nên em mua về em bán tặng các chị tôi, nhưng mà cái này là loại 1 luôn cho em nhé. Chân mày có mặc có bán luôn. Ok cho mọi người. Nào lên đúng mã này cho em là được luôn cho em nhé. Bom 9K giùm em xinh xuất sắc. Anh ơi in một phiếu cho các chị đi. In có hai con áo kiểu này cho đi. Tặng luôn các chị 9.000 cho em này. Đẹp cực kỳ luôn cho em nhé. Giá thì rất là dễ mặc luôn cho em. Thậm chí cái này chị em mình có 53 cân đổ về vô tư cho em nhé. 53 cân đổ về vô tư cho em thoải mái mã này. Bom 9K cho em là được xuất sắc các chị ơi. Xuất con nhà bà sắc luôn các chị này. Quá đẹp luôn cho em nhé. Nhớ là chia sẻ livestream nhé mọi người. Nếu mà không chia sẻ livestream thì sẽ không được chốt đâu. Chân váy em mặc có bán đấy, phù hợp với tất cả các loại áo. Chân váy em mặc gọi là chân váy thần thánh rồi, 99.000 nhá. Chân váy này lúc nào cũng có trong tủ đồ của các chị luôn ấy. Lúc nào cũng có trong tủ đồ của mọi người. Bây giờ các chị nhận quà ấy, mình còn đòi hỏi là mình thích quà như thế nào thì chắc em không chốt được cho mọi người đâu ạ. Bây giờ mình mua được quà nào thì mình hân hoan quà đấy cho em thôi. Chứ bây giờ các chị mà chốt được quà này muốn đòi quà khác em không có nhá. Ok chị Trương. Chị Trương Anh thi một cái này. 0969272860 chị Trương Anh thi một con áo này. 9.000 cho em nhá. Đẹp dã man, đẹp rụng rời luôn cho em. Trời ơi, chất nói chung là không phải nghĩ ngợi gì. Nói chung cái chất này nhà em thì các chị không cần nghĩ ngợi gì một bất kỳ về cái chất này luôn cho em nhá. Giá của nó là rất là dễ mặc luôn cho em, được chưa? Bom 9K giùm em này, tiếp tục này. Quần ống sớ này. Đẹp cực kỳ luôn cho em nhá. Tối qua nhà em chốt đơn rồi. Tối qua thì chốt đơn cho mọi người rồi đấy. Tối qua thì có chốt đơn rồi. Ok chưa? Bom 9K giùm em nhá. Bom 9K này. Bom 9K và kèm số điện thoại giùm em. Ok. Đơn của chị này là với giá là 178.000. Đơn của chị này là 178.000 và bây giờ em không cần bóc đi. Em tặng các chị luôn cái cục bom này đi. Được chưa? Mình lên luôn cho em là bom gì nhỉ? Đơn hàng là 180.000. Đây, chị tiếp theo cho em này. Chị Trang Phạm này, đuôi 809, cái nào cũng được. Và chị Minh Hiếu đuôi 732, ok. Đây, cái này là chị Trinh Phạm. Chị Trinh Phạm ở Bắc Giang. Đơn hàng của chị ấy là 180.000, không lấy đâu, có bóc ra. Không sợ các chị lại bảo trong đây có hàng gì. Đúng không? Có bóc ra. Áo em mặc có bán. Nói chung hàng đẹp. Hàng này quá đẹp luôn. Đây, hai áo kiểu cho em thôi. Đây, trời đất ơi, không hiểu lý do vì sao mà không đặt hàng, khổ ghê. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là bom 2 nhá. Bom 2 dùm em này. Bom 2, ui cái con áo vàng dã man. Bom 2 và kèm số điện thoại dùm em nhá. Chị nào lấy bom 2 thì mình cho bom 2 dùm em này. Xuất sắc chưa, hai con áo kiểu con nào cũng đẹp. Em có thể mặc con nào lên rất là xinh luôn đấy mọi người. Bom 2 dùm em nhá. Bom 2 dùm em. Đây, đúng rồi, chị nào có đơn lấy thêm một cái nữa để nhà em đi đơn nhá. Chứ một cái quà em không đi đơn đâu. Bom 2 xinh chưa, 9.000 đồng luôn đi. Bom 2 và kèm số điện thoại cho em nhé. 9.000 cho em mượn cái điện thoại trên giường chị. Đây ạ. Bom 2 trên giường này. Bom 2 dùm em nhé. 9.000 này. Chị nào lấy bom 2 thì mình cho bom 2 dùm em. 9K. Chất mê tê phê luôn. Ok chưa, mã bom 2 dùm em nhá. 9.000. Chị nào lấy bom 2 thì mình cho bom 2 dùm em nhé. 9K. 9K và kèm số điện thoại dùm em. Mã bom 2. Bác nào lấy bom 2 thì mình cho bom 2 dùm em. 9.000. Em ơi, chất đẹp kinh khủng khiếp luôn các chị ơi. Trời ơi, tí nữa có cái set này đẹp lắm luôn. Bom 2 dùm em nhá. Bom 2 19.000 này. Bom 2 là cho chị Trịnh Linh 0976500331. Chị Trịnh Linh này. Chị Trịnh Linh. Tiếp tục cái này là cái gì đây? À, áo ngực. Em nghĩ là mỏng như thế này là chỉ có áo ngực thôi các chị ơi. Đồ gì?
mỏng như thế này là chỉ có áo ngực thôi. Ở chị nào mua áo ngực không? Đây, không liên lạc được. Ôi dồi ôi, áo ngực mỏng. Ôi dồi ôi, trời ơi, áo ngực lá liễu. Size này là size bao nhiêu đây? Nếu mà size 36 em để em mặc. À, size 38 mất rồi. Nào, các chị lên đôi mày. Bom áo ngực đi. Bom áo ngực và kèm số điện thoại cho em nhá. Ui dồi ôi, bác nào mà đi mua áo ngực về mặc lại bom đây, trời đất ơi. Bom áo ngực và kèm số điện thoại giùm em. Nào, tặng luôn cho các chị hai con áo này nhá. Tặng luôn các chị luôn 10.000 một cái, size 38. Chị nào mặc vừa size 38 thì mình chốt nhá. Có chị nào mà mua được áo ngực này nhà em chưa? Em từ khi em mặc áo ngực lá liễu mọi người, là hình như là em không thích mặc áo ngực nào ngoài áo ngực này. Mặc dù em có 4 cái, nhưng em thấy mặc cái này đi tập cũng rất là ok, đi chơi các thứ cũng được. Mà mình mặc kiểu không có dây các thứ cũng được. Từ khi bán cái áo ngực, từ khi mặc ấy, từ khi mặc, em mặc cách đây độ tầm phải 3 tháng rồi. Sau đấy sang tháng thứ 2 hoặc tháng thứ tháng 2, tháng thứ 2 ấy thì em mới bán cho mọi người. Thì các chị ơi, áo ngực này nhiều quá. Trời đất ơi. Bom áo ngực bây giờ mới thấy hàng bom. Bom áo ngực cho chị Lê Ngọc Thúy đuôi à, số điện thoại là 0356911298. Em đọc cái số ấy mọi người, kiểm tra xem có đúng số của mình không nha. Rồi tiếp theo là chị Nguyên Anh 0523653068, chị Nguyên Anh này. 10.000 đi. Ai đi bom áo ngực các chị ơi, đã man không hiểu. Không hiểu luôn, chị chủ không có hiểu. Nhìn. Ta đi đi, cứ đi. Con này nó đang bị ngã. Cái này bộ cao cấp, bộ Puma. Cái này làm mới không? Chị gái em làm nữa. Đọc coi sáng mai mình có lết được vậy. Chân ngủ á chị. Thế thì phải cho nó làm đi. Có, tí nữa em có bán. Ui dồi ôi. Bom bộ cao cấp và kèm số điện thoại giùm em. Eo ơi, dã man, bộ Puma này. Em thề với các bác, mua được cái bộ Puma này rồi còn bom thì tôi cũng chịu. Tôi là chịu luôn rồi đấy. Ôi giời, U Phượng lại xem này. Ông thở. Nào, mã này mình lên luôn cho mấy bạn bom bộ cao cấp cho em nhá. Eo ơi, xịn sò dã man. Ôi giời ơi. Bom bộ cao cấp và kèm số điện thoại giùm em nhá. Bán tặng luôn cho các chị bộ này luôn cho em. 19.000. Ôi chắc chị nào mà được bộ này chắc thân hoan. Thân hoan phấn khởi, đêm nay lại không ngủ được. Đây, hôm nay hôm trước đang bán là bộ này là chậm. Ui, hôm nay Facebook của mình 100 người xem rồi, dã man. Ok. Tặng một chị bên Facebook đi. Trời ơi, chưa có bác nào bên Facebook được tặng đúng không? Em tặng luôn. Cho nó phấn khởi, cho nó đều nhau nhá. Đây à. Ok. Bên Facebook các chị ơi, bên Facebook. Bên Facebook là em tặng chị Hạnh Am à, Hạnh Emmy 0981038868. Chị chia sẻ chưa để tặng. Chị ơi, chị chia sẻ livestream chưa? Tại vì Facebook nó không có biết ai chia sẻ livestream rồi ấy. Chỉ có trang cá nhân, vào trang cá nhân của họ mới biết thôi. Tặng chị 19.000. Bộ lụa giùm em anh này. Mã này mình lên luôn cho em anh là bộ lụa giùm em nhá. Bộ lụa 10k này, bộ lụa giùm em nhá, 10.000. Eo ơi chất này. Lụa giùm em 10.000. Chị nào lấy bộ lụa thì mình cho bộ lụa cho em nhá. Hôm nay em về được cái set này nó đẹp lắm. Hôm nay em về được okay, cái chị Hạnh Emmy một bộ cao cấp ạ. Chị okay. Mua thêm một sản phẩm này em đi đơn nhá. Mua thêm một cái nữa để nhà em là đi đơn nhá. Mã này mình lấy luôn cho em, mã này là bộ lụa cho em đi, 10.000. Bộ lụa 10.000 nhá, bộ lụa 10k. Chị nào lấy bộ lụa thì mình cho bộ lụa cho em 10.000 này. Eo ơi, chắc đẹp dã man luôn, lụa 10.000 này. Lụa 10k của mình nhá. Lụa 10.000. Em có cái quần này. Chất mê chưa? Mã này các chị lên luôn cho em, hay là quần bom giúp em nhá. Quần bom giùm em 10k này. Chị nào lấy quần bom thì mình chốt quần bom cho em nhá, 10.000. Mã số cho em là quần bom nhá, tí nữa có cả áo len nhá mọi người. Mã số cho em là quần bom nhá. Chị nào lấy quần bom thì mình chốt quần bom cho em này, với giá là 9.000. Quần bom và kèm số điện thoại giùm em nhá, với giá là 9.000 đồng mã quần bom. Ai lấy quần bom thì mình chốt quần bom cho em. Ui dồi các chị ơi, xuất sắc chưa? 9.000 mã quần bom. Bác nào lấy quần bom mình chốt cho em, chất đẹp ơi là đẹp luôn. Mềm mịn mát vô cùng. Quần bom ơi chị Văn Lê. À đâu bộ lụa. Chị Văn Lê có số điện thoại là 0355200824. Em còn lấy chị Vi Dương ạ. Chị Văn Lê hay chị gì ấy? Chị này là Phùng Loan.
một bộ 49.000, một áo 69.000, một bộ 55.000. Không hiểu lý do vì sao các chị bom á. Ta không đặt hàng thì thôi, ta không có thời gian ta đặt hàng cho đừng lấy. Nào, đây cái mã này lúc chưa có. Các con áo kiểu này xinh. Chị quần bom ấy, chị Hương Phạm 0833600075. Chị Hương Phạm này. Chị Hương Phạm chia sẻ ngay trên cái đèn mạng à? Chị Hương Phạm trên Facebook à? Ok. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là kiểu hồng này. Kiểu hồng giùm em nhá, tặng luôn cho các chị con áo kiểu hồng này cho em. Kiểu hồng 20. Hồng 20 này. Kiểu hồng 20. Kiểu hồng 20. Rồi. Mã này mình lên luôn, ăn táo em. Táo táo táo. Áo vest giùm em nhá. Áo vest giùm em 20.000 ha. Đây đây. Đây lại đây lấy táo đi. Chị đang táo có kiểu hồng ạ. Lại lại táo đi. Ăn táo đi. Lại còn ngại nữa. Áo vest giùm em nhá, 20.000. Áo vest 20. Đây. Áo vest 20 tí nữa ra là hết. Áo vest 20. Chị nào lấy áo vest thì mình chốt áo vest cho em nhá, 20.000. Còn đúng một con áo bolo, ui đọc mong quá. Áo vest là cho chị Mỹ Hạnh tôn nữ, có đuôi số điện thoại là 819, 20.000. Áo bolo này. Áo bolo giùm em ơi chị ơi. Bolo giùm em nhá. Bolo. Bolo chị nào lấy áo bolo, mình là áo bolo cho em này. Áo bolo, áo bolo 20. Bolo 20. Này em còn hình như còn một lố quần chip không? Em tặng cả hai bên cho chị Cao Yến luôn. Chị nào lấy bình luận là quần chip giùm em này. Quần chip này. Quần chip giùm em nhá, cái này còn đúng một hộp, tặng luôn cho chị luôn mã quần chip cho em 39.000. Quần chip 39 này. Chip 39. Chị nào lấy quần chip thì mình chốt quần chip cho em nhá, 39.000. Ôi giào ơi, dã man đặt một lúc 3 cái, 3 màu. Em miếng táo. Đặt một lúc 3 cái 3 màu, chị Mai Phương này 03277 26228. Được chip. Cái lưỡi mình vẫn đang rát. Rát dã man luôn. Dối rồi chít ăn rát dã man. Áo bolo là cho chị Lê Ngọc Thúy, đuôi 298. Eo ơi dã man, em thề. Đặt một mẫu nhá, 3 màu luôn, được chưa? Mã này mình lên luôn cho em là áo huyền thoại đi, 20.000 luôn. Áo huyền thoại giùm em nhá, 20.000. Bác nào lấy áo huyền thoại thì mình cho áo huyền thoại cho em nhá, 20k. Đẹp quá. Áo huyền thoại 20. Chị nào lấy áo huyền thoại, mình là áo huyền thoại, cái này phải đi vào huyền thoại. Chị Lê Ngọc. Cái này là mẫu thứ 2 đi vào huyền thoại nha em rồi. Chị Lê Ngọc Thúy mới được tặng em trên nhường cái phần quà áo polo cho chị khác. Chị Âm Nghiêu thì mới được tặng một cái áo ngực rồi. Áo polo cho chị Cúc Nguyễn có đôi số điện thoại là 576 ạ. Chuẩn bị móc mẫu cho em nhỉ. Cái nào ít trước, set tím rồi cái set kem cho em trước đi. Áo huyền thoại giùm em nhá. Cái này phải đi vào huyền thoại biết không? 20.000 đi mà áo huyền thoại đủ màu đấy. Mình thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Huyền thoại 20. Áo huyền thoại là tưởng được giấy. Eo cái lưỡi em sát lắm nhưng mà. Áo huyền thoại là cho chị Dương Ngọc này. Và đuôi số điện thoại là 299. Chị Dương Ngọc một cái. Chị Nhật Hạ một cái. Chị Nhật Hạ một cái đuôi 549. Rồi, còn một chị này. Ba cái này. Ừ. Đi ra một chị nữa. Nào. Hôm nay nhiều siêu phẩm lắm, chị em mình cố gắng săn nhá. Và bác tiếp theo là chị Thu Lã. Có đuôi số điện thoại là 207. Ok. Tìm à cần Thùy đưa chị cái xếp kem em. Chắc em bên cạnh cái bánh hoa đấy. Cái này có một bên tay phải của em á. Đó bên tay phải của em xét kem đấy. Ờ, cái này có mấy xét em vào đây chị. Em hết vào đây. Đâu, xét này có 3 xét đúng không? Tôi lên mã xét này cũng được. Xét này mới về này.
Ui. Ui dã man đấy chị ơi, set này. Em ơi có 3 set thôi. 60 cân đổ về cho em ơi tư này. Set này mình lên luôn cho em là C1 cho em nhá, 79.000 mã C1. Em có đúng 3 set, chị nào mà nhanh tay thì mình chốt. C1 giùm em 60 cân đổ về này, 79.000 nhá. 79.000 mã C1. Chị nào lấy C1 thì mình chốt có 3 set thôi. C1 giùm em nhá, 79.000. Bác nào lấy C1 thì mình chốt C1 cho em 79k này. Rồi. Set này cũng có ít, set này em chỉ có 5 set thôi ý, nên là mọi người chốt nhanh nhá. Ui có 5 set thôi. Ui. Dã man. Ui C2 giùm em các chị ơi, 79.000 luôn. 55 cân đổ về cho em mã C2 79.000. Bác nào lấy C2 thì mình chốt ngay và luôn cho em mã là C2 các chị ơi. Set hoa cúc tím này. 79.000 mã C2 nhá. Ui giời. Set này em gọi là chị nào. Đây. Đây chị nào lấy, chị nào nhanh tay thì được chọn tay lấy hết cho em mã set này. 55 cân đổ về cho em mã C2 nhá, 79.000 cái set hoa cúc này. Dã man chưa? Hoa cúc cái này mình áo mình mặc riêng cũng được. Áo mình mặc riêng, quần mình mặc riêng cho em cũng ok luôn nhá. Mã C2 giùm em 79.000. Cái này em chỉ có ít thôi nên là mọi người chốt nhanh. Mã em có ít nhá. C2 này có ít nên mọi người lưu ý là phải chốt ngay và luôn cho em mã C2 này giùm em 79.000 nhá. Xuất sắc luôn các chị ơi. Xuất sắc cái mã này luôn cho em này. 79.000 đồng mã C2. Ui giời ơi. Đây. Em ơi cái set này nó quá là xinh, 79.000 cũng không còn nhiều, hết hàng nhá. Qua mẫu luôn. Chị nào lấy C2 thì mình chốt C2 giùm em nhá. À đang còn màu xanh có nhiều không chị? Chị lấy em cái set hoa cúc màu xanh nhỉ. Màu xanh có nhiều không? Hay màu xanh có một set thôi? Ừ. Thế em màu làm gì? Cho em mẫu khác. À C2 vẫn đang còn nhá. Mấy lần à? Thế mai bên em gọi lại nhá, C2 giùm em. Đây chị nào lấy C2 mình chốt này. 79.000 một set này thôi. Em ơi dã man, 79.000 ai bán cái set này 79.000 đấy chị ơi. Ai bán cái set này 79.000 đồng đâu. Chị nào lấy C2 chị ơi cho em thích cái set kia đi, set trắng cái quần màu đấy có chưa? C2 giùm em nhá, 79.000 ui, xuất sắc. Chị nào lấy C2 thì mình chốt C2 giùm em nhá. Set này em xong cho em. Chị mới bước xuống ấy. Set trắng quần làn gì này. Áo em mà có bán luôn mã C2 giùm em nhá. Ai lấy C2 thì mình chốt C2 giùm em là có đơn. C2 vào kèm số điện thoại giùm em, cái này em có ít thôi. Nên chị nào lấy nhanh thì mình chốt cho em nhanh nhá. C2 giùm em là đường này. 79.000. Trời đất ơi, đẹp cực kỳ. Em ơi, set này mình mặc riêng hay mặc chung cũng được luôn nhá chị. Mình thích mặc chung hay thích mặc riêng cho em đều được. Anh đưa áo em mặc cái. Nên áo em mặc luôn nhá. Áo em mặc là C3. Áo này đẹp lắm. Áo này cực kỳ là xinh luôn. Mã C3 dùm em, không phải áo đấy. C3 là áo em là mặc. Có bán cả áo cả quần. Em giải quyết đơn hàng với chị đi. Chị tin tưởng hàng mua nhà em là sao không có trách nhiệm như thế. Này thì lần sau ai còn dám mua hàng nữa. Vấn đề của chị híp hỏa là gì đấy chị? Vấn đề của chị là gì? Em chưa biết giải quyết vấn đề của chị như thế nào á. Mà chị nói cái câu như thế được chưa? Vấn đề gì thì em nhà đều em nhà giải quyết, chứ không phải là em ăn quỵt của các chị bao nhiêu tiền làm gì. Vấn đề của chị như thế nào chị phải nói trước cho em vấn đề, ví dụ như là gửi sai tiền hay là như thế nào để em còn giải quyết. Chứ còn chị bảo là giải quyết cho chị tin tưởng thì chắc chắn mua hàng ở trên mạng ở đâu cũng thế. Mọi người mà không tin tưởng thì chẳng bao giờ mình mua đúng không? Tội gì mà mình mua. Mình chỉ có nó nói với nó dơ mẫu mà mình đã mua hàng thì mình phải có một cái lòng tin nhất định. Chứ không phải mà tự nhiên các chị ừ mình thích thế là mình mua. Em thấy cái đấy thì gọi là nếu mà chị nào mà có vấn đề gì, ví dụ là vấn đề gì chị hỏi này. Em ơi gửi thiếu đơn hàng của chị này hay như thế nào thì em giải quyết cho mình. Bây giờ chị nói một câu như thế thì em đã đọc tin nhắn của chị đâu, hay là em đã được nghe cái câu chuyện là nhà em gửi hàng như thế nào cho mọi người đâu mà chị bảo như thế, đúng không? Không có trách nhiệm gì thì em đã giải quyết cho chị đâu mà chị bảo em không có trách nhiệm. Nói cái câu gọi là rất là mơ hồ, không phải mẫu đấy, mẫu đi cơ mà. Chị chạy chưa? Bây giờ chị lại bảo là không dám mua hàng. Bây giờ thì chị không mua hàng bên em thì cũng không sao, nhưng mà em sẽ giải quyết cho chị. Chứ không phải là chị không mua hàng em không giải quyết. Nhưng mà em chẳng biết cái vấn đề của chị là gì. Em không check tin nhắn, chưa thấy bạn nào phản hồi về cái vấn đề của chị ở đây cả. Áo em mặc là C3 nhá, từ từ em lên màu đã. Áo em mặc là C3 các chị từ từ cho em ạ. Tự nhiên một câu chuyện nó ở đâu rất là xa vời. Người em còn chưa biết câu chuyện gì, tự nhiên lại bảo em là vô trách nhiệm. Em cũng không hiểu luôn.
Thật sự là mình phải biết câu chuyện của nó như thế nào mình mới giải quyết cho khách hàng của mình được. Thế thôi, mẫu này em chưa có mẫu nên là em sẽ sang mẫu khác nhé. Em mẫu này luôn rồi em này. Mẫu này thiếu màu đâu. Mẫu này hết hàng rồi. Thiếu màu xanh. Còn hàng hết màu xanh. Hết màu xanh à? Chị inbox vào điện thoại cho em nhân viên nhà em nhiều lần. Nhân viên của em nhưng mà nó chưa phản hồi cho em. Trước sau lên chị livestream chị bảo là vô trách nhiệm không muốn mua hàng lần nữa. Trong khi em là người chưa biết câu chuyện của chị như thế nào, hàng của chị như thế nào mà chị lại phán một câu xanh dờn là em nhà em làm trách nhiệm như thế thì ai mà dám mua hàng nữa. Các chị có thể không mua hàng thì em mua hàng khác, nhưng mà vấn đề của chị em sẽ giải quyết. Sáng mai em giải quyết luôn cho chị được chưa? Không giải quyết cũng không nói gì đó. Em là cái mẫu này đưa chị đưa cái mẫu này hôm nay là mình chốt còn không? Mẫu này còn trên kệ không chị để bán? Ok, mình lên luôn cho em là C4 cho em đi. C4 cho em màu xanh này, C4 màu hồng, C4 màu trắng, C4 màu đỏ. Chị nào lấy C4 thì mình chốt C4 giùm em nhá, 69.000. Thà chị ấy, thà chị gọi cho em á, chị bảo là chị gọi trực tiếp cho em thì em mới có biết vấn đề em chưa giải quyết thì chị mới nói câu đấy được. Chứ em đã nghe câu chuyện gì của chị đâu. Xe 4 giùm em nhá. Với giá là 69.000 giùm em, form dưới 58 cân đổ về. Bác nào đấy xe 4 thì mình cho xe 4 giùm em này. Xe 4 màu xanh, xe 4 màu hồng, xe 4 màu trắng, xe 4 màu đỏ cho em nhá. Với giá là 69.000. Form này chị em mình gối dưới là bao nhiêu cân? 55-56 cân. Thậm chí là 57-58 cân các chị vẫn mặc ok luôn cho em bạn này. Và bạn này em hết hàng. Bây giờ em còn từng đây là em sẽ hạ mẫu này luôn cho em nhé. Màu xanh này, màu hồng này, màu trắng này và màu đỏ này. Mình cứ lên đúng mã này cho là C4 em là có đơn nhá. Với giá là 69.000 69.000 một áo giùm em, màu nào lên rất là xinh. Kiểu dáng baby cute như thế này luôn cho em nhá. 69.000 đồng giùm em mã C4. Ai lấy C4 thì mình chốt C4 giùm em. Dáng này, mặc lên thì siêu siêu đẹp cho em như thế này. Form này chị em mình dưới 55 cân đổ với Rainbow 4 nhá. 55 cân đổ về cho em vô tư được chưa? Màu xanh này, màu hồng này, màu trắng này, màu đỏ này. Chị nào lấy C4 thì mình chốt C4 giùm em nhá. Ai lấy C4 thì mình cứ chốt cho C4 giùm em, mã em không có nhiều đâu. C4 giùm em nhá. Mình thích màu nào mình chốt cho em màu đấy là được. Rất là xinh luôn các chị ơi. Trời ơi, màu trắng này, màu đỏ nha, màu đỏ này. Màu trắng này, màu hồng và màu xanh. Bác nào lấy C4 màu nào mình chốt cho em màu đấy là có đơn nhá, 69.000. Mã em không có nhiều đâu, em xin phép qua mẫu nhé, hàng này hết rồi. Hàng này cũng hết sạch rồi, không có còn đâu. Chị nào lấy màu nào mình chốt cho em, đỏ này, trắng này, cái này là vải đũi cho em nhá. Chất liệu của nó là vải đũi cho em, được chưa ạ? Chị nào lấy C4 màu nào mình chốt cho em màu đấy giùm em. Với giá là 69.000 giùm em nhá mọi người nhá, 69.000. Đôi lúc chưa thì sáng mai bên em sẽ có thể chốt đơn, xinh nhỉ, màu đỏ này, màu trắng này, màu hồng và màu xanh. Đấy, chị nào lấy C4 thì mình chốt C4 giùm em, thà em biết câu chuyện cơ, em không giải quyết thì mới bảo em vô trách nhiệm. Bây giờ em đã biết câu chuyện của chị là như thế nào đâu. Đơn hàng hóa của chị như thế nào em còn chưa biết. Mà chị phải bảo, có nghĩa là mình chưa biết thì mình cứ phải bảo. Bảo là em còn bảo nhân viên nhà em chứ không phải là chị em mình còn gặp nhau nhiều, được chưa? Trong vài ngày 1, ngày 2 em nhà em không có chuyện là chặn Facebook của khách hay như thế nào đâu. Giải quyết cho xong. Mất công dây dưa lắm, được chưa? C4 giùm em nhá. Bác nào lấy C4 thì mình cho C4 giùm em nhá. Với giá là 79.000 giùm em, à quên 69.000. C4 đỏ này, C4 trắng này. Nói chung màu nào lên rất là xinh, trắng này, C4 hồng và C4 xanh. Mình thích màu nào mình chốt cho em màu đấy là có đơn nhá. Mẫu này em xin phép hạ mẫu. Mẫu này em không có đâu nên mọi người chốt luôn cho em nhá. Chốt luôn cho em là được, C4. À bộ bi này có nhiều không chị? À bộ bi này có ít này. Mình lên luôn bộ bi này cho em, mã này là C5 dùm em nhá. Đấy cho em mặc C5 dùm em nguyên bộ này. Rất là xinh luôn mã C5. Chị nào lấy C5 thì mình chốt C5 giùm em có 20 bộ em bán tặng các chị bộ này luôn, 59.000 mã C5. Ai lấy C5 thì mình chốt C5 cho em, 59.000 bộ này nhá. C5 và kèm số điện thoại giùm em, bộ bi xuất sắc chưa? 55-56 cân đổi với Dream Water, chất liệu của nó là giả bò. Bác nào lấy C5 thì mình chốt C5 giùm em, chị có gọi điện chốt đơn cho chị Minh Phan đâu. Eo xinh nhờ. Ờ ok chị. C5 giùm em nhá, 59.000 một bộ. Ai lấy C5 thì mình chốt luôn giùm em, 55-56 cân đổi với xinh nhá. Đây. Ai lấy C5 thì comment là C5 của em xuất sắc chưa? Rất là xinh, mình sơ vin đóng thùng các thứ đều ok, 55-56 cân đổi với vô tư, 59.000 và em chỉ có 20 set. Em bác nào lấy size C5 thì mình chốt C5 của em là có đơn nhá, 59.000 một bộ. Cứ lên đúng mã này cho là C5 giúp em là được, rất là xinh luôn.
Đây, đẹp lắm luôn như thế này nhá, 59.000 mã C5. Trời ơi, chất đẹp long lanh như thế này luôn mọi người ơi, siêu đẹp luôn, mã C5 dùm em. 69.000 nhá, à quên, 59.000 mã C5. Cái này em có độ tầm 20 bộ thôi nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh và hàng này sẽ không còn nhá mọi người ơi. Hàng này sẽ không còn đâu, được chưa? Rồi, chân váy em mặc, áo em mặc có hàng đấy, đợi em một chút xíu. Áo em mặc bình thường là C, à chân váy này bình thường là C6 cho em nhá, 99.000. Sẽ có size S, size M và size L. Chị nào lấy C6 thì mình gọi là C6 dùm em nhá. Với giá là 69.000 đồng. À quên, chân váy là 99.000. Có S, có M, có L. S là dưới 50, M dưới 52 và L dưới 55 cân đổi cho em. Em đang mặc là M và em sẽ là 52 cân. Em đang 52 cân rồi. C6 sẽ có S, có M, có L với giá là 99.000. Chân váy 3 tầng. Được chưa? Bên trong là một tầng, không phải bên trong là lớp lót đâu. Bên trong là tầng luôn cho em nhá. C6 này. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Mã số trên là C6 dùm em. Bắt đầu lấy C6 thì mình chốt C6 dùm em nhá. Với giá là 99.000, có S, có M và có L, giá không đổi, mặc với bất kỳ loại áo nào để đẹp, từ áo phông, áo kiểu, cái nào cũng mặc đẹp. Riêng cái chân váy này gọi là chân váy quốc dân nhà em rồi. Cứ nói chân váy quốc dân là bác nào nhà em chốt đều biết, và nhân viên nào nhà em khi nói đến bảo cho chị một cái chân váy quốc dân là y như rằng là cái chân váy này rồi. Ok chưa? Mã số trên là C6 dùm em nhá. C6 dùm em là có đơn. Ai lấy C6 thì mình chốt C6 dùm em là có đơn em nhá. Đây. Bên áo ngực là liễu cho em này. Áo ngực chị ơi, đang ở dưới kệ đang còn nhiều chị. Chị lấy ra đây. Dưới kệ đang còn nhiều đấy. Đang còn nhiều. À, áo ngực này mình lên luôn cho em là C7, 69.000. Có chị nào mà mua áo ngực, mua áo ngực này nha em chưa? Áo ngực là liễu này. Em là một đứa nghiện áo ngực này, em nói thật. Áo ngực nào em rất mặc nhiều, từ rẻ tiền cũng có, đắt tiền cũng có, nhưng mà em thấy áo này mặc rất là ok. Mặc rất là ok luôn cho em á. Mã C7 đúng không nhỉ? C7 dùm em, 69.000. 69.000 một cái áo ngực này cho em nhá. Có 34, 35, à quên, 34, 36 và 38. Mã số trên là C7. 69.000 dùm em nhá. Áo ngực lá liễu này, có màu kem này, màu đỏ đô này. Không, bây giờ có màu kem, màu kem, màu đen và màu nâu thôi. Mã số trên là C6, 34, 36 và 38. Chị nào là áo ngực là liễu thì mình chốt. À cái này là C7. Sorry mọi người nhá, C7 à? C7 cho em, C6 là chân váy và mã này là C7 nhá. C7 dùm em là áo ngực là liễu này mọi người này. 69.000 có bàn tay nâng đỡ nhá. Hàng chuẩn, hàng Quảng Trung, hàng Quảng Châu luôn cho em này. Mặc sướng lắm. Yên tâm là không gây kích ứng và có bàn tay nâng đỡ như thế này cho em. Mã số trên là C7 nhá. Mới giá là 69.000 này. 34, cái này yên tâm, không dày lắm đâu mọi người. Em mặc cái này rồi, không dày lắm. Em cũng đang mặc luôn này. Yên tâm là nó không dày lắm như thế này thôi, nhưng mà cái độ dày của nó thì vừa phải luôn cho em, nó không quá là gồ ghề nhá. Được chưa? Đấy, bác nào lấy C7 mình chốt C7 dùm em. Có 34 mà đặc biệt có dây này, nó giống như hàng cao su non co giãn, nên yên tâm mặc cái này không bao giờ bị tì vết. Các chị mặc áo nó mỏng, kiểu nó mỏng ấy các chị, nó mỏng thì nó sẽ bị tì, nó tì vào đây, nhưng jean áo này cho em nhá, không bao giờ bị gọi là tì này. Bản của nó rất là to, size số đàng hoàng. Chị nào lấy C7 thì mình chốt C7 cho em nhá. C7 và kèm số điện thoại dùm em. Với giá là 69.000. Ai lấy C7 thì mình chốt C7 dùm em nhá. 69k. 69.000 một con này, xuất sắc luôn, bác nào cứ mặc đi là biết. Ai lấy C7 thì mình chốt C7 dùm em nhá. 69.000 đủ size đấy. Rồi. Đây. Lên áo len, áo em mặc, đợi em một tí. Đây. Áo len cho các chị này. Em ơi, dã man. Xuất sắc cái con áo len này cho em. Ui. Con áo len mông tơ ghi dài tay các chị ơi. Mã số cho em là C8 hộ em. C8 áo này khẩn trương cho em các chị ơi. Áo len mông tơ ghi này. Em ơi, cái chất 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ với cho em nhá. Mã C8 giùm em cái con áo len mông tơ ghi cổ tim này, có thêu chữ này. Em bán tặng các chị luôn, 79.000 mã C8, có 30 cái thôi. Cái này còn đúng 30 cái là hết hàng. Chị nào lấy C8 thì mình chốt C8 dùm em nhá. Với giá là 79.000 mã C8 cho em, dã man. Em ơi, len mông tơ ghi ấy chị ơi, nhìn hộ em này. Cái chất của nó này. Em ơi, dã man thêu nhá. Chất len mông tơ ghi cho em này. Em ơi, thêu chữ như thế này cho em, màu trắng. Chị em mình hôm sau mặc cho em một kéo sơ mi cũng được. Mặc như thế này cho em cũng ok luôn. Mã số cho em là C8 cho em là được nhá. Với giá là 79.000 một con áo len như thế này. 40 cân đổ lên, thậm chí chị em mình dưới 60-65 cân đổ với cho em vô tư mã này cho em nhé. Mã C8 dùm em với giá là 79.000. Chất len các chị ơi. Nhìn hộ em cái chất len nhá mọi người này.
À, chị sờ cái chất len hộ em. Đây, nhìn cái chất len này em nhá, co giãn như này luôn cho em. Với giá là 79.000 mã C8 này. Co giãn cực kỳ tốt cho em nhá, 40 cân đổ lên 60-65 cân đổ với cho em vô tư mã này. Ai lấy C8 thì chị em mình chốt cho em mã này là C8 cho em nhá. Với giá là 79.000, xuất sắc con này. Bác nào mà không lấy con áo len này là hối hận đấy. Ai lấy C8 thì mình chốt C8 giùm em nhá, 79.000. Form dáng đẹp, chất đẹp, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ với vô tư. Hàng co giãn cực kỳ tốt cho em như thế này. Chị nào lấy C8 thì mình chốt C8 giùm em nhá, 69.000 đồng, à quên 79.000. 79.000 mã C8 các chị ơi, chất này. Eo ơi, nó dày mà nó mịn đanh dã man luôn ấy. Vào cái vụ này á, trăm mấy. Vào vụ nhá, mua con áo này trăm mấy cho em được chưa? Eo ơi, cái màu của nó tây cực kỳ luôn cho em. Bác nào lấy C8 thì mình chốt C8 cho em nhá. Tạm luôn đấy các chị, với giá là 79.000, chữ theo cho em này. Xuất sắc luôn. Tay dài nhá, chị nào mà mua đi rồi mình để dành. Mua đi mình để dành cũng được luôn ấy. Đã C8 giùm em nhá, 79.000. Đây lên áo em mặc này. Thiếu màu hồng. Áo em mặc là C3 nhá. Áo em mặc là C3 và sẽ có hai size S và size M. Size S là dưới 52 cân và size M chị em mình dưới 55 cân đổ với cho em. Sẽ có hai size S và size M. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là C9, à quên C3. Áo em mặc là C3 nhá. Với giá là 159.000, có hai size S và size M. Chất liệu là vải tơ. Cái này là hàng vải tơ luôn cho em nhá. Không, mã này mình lên luôn cho em, mã này là C3 là áo em đang mặc, với giá là 159.000. Rất xinh, độ dày vừa phải cho em, tay bánh bèo này. Con này đang mới ra hot cực kỳ. Em đảm bảo các chị mua ở ngoài shop không bao giờ dưới 200.000. Chắc chắn mọi người mua ở ngoài shop chắc chắn không bao giờ dưới 200.000 cho em nhé. C3 màu vàng, C3 màu kem, C3 màu xanh và C3 màu hồng. Với giá là 159.000. Chị nào lấy C3 thì mình chốt C3 dùm em. Nói chung là xuất sắc. Chất liệu của nó là vải tơ, nó rất là mềm. Mềm, mịn và mát vô cùng luôn cho em nhé. Tay độ vừa phải các chị này, có bo nhá. Tầm từ 40 cân đổ lên. Đến tầm 52 cân là chị mình mặc size S. Bắp tay to vừa nhá chị ơi. Đây bắp tay em cũng khá là to đây. Size M là chị em mình có 55 cân đổ với cho em. Mã C3 dùm em và kèm màu. Với giá là 159.000. Cái này là hàng đắt nhá mọi người. Cái này là hàng cao cấp. Nên chị nào mà muốn mua hàng cao cấp thì mình chốt luôn cho em. Nói chung là hàng này nó quá là xịn sò. Đắt nhưng mà 160.000 đối với một con áo này nó quá là rẻ. Hàng các chị ơi vừa vặn nhá mọi người cho em bánh bèo này. Chất của nó rất là mềm mà mát như này luôn cho em. Vải nó mát ơi là mát luôn cái màu này cho em này. Có màu kem dùm em nhá. Màu vàng và màu xanh, màu hồng nữa. Chị nào lấy C3 thì mình chốt C3 và kèm màu cho em nhé. Với giá là 159.000, chất cực kỳ là đẹp. Màu nào lên dáng cũng rất là xinh cho em. Vàng này, màu hồng đấy các chị nhé. Đây, màu nào cũng rất là xinh, chuẩn ảnh mẫu luôn. Chị nào lấy C3 thì mình comment là C3 dùm em là có đơn. Với giá là 159.000. C3 màu vàng nhé, C3 màu kem, C3 màu hồng và C3 màu xanh. Chị nào lấy C3 màu nào mình cứ lên đúng mã cho là C3 cho em là được. Nói chung màu nào mặc lên cũng xuất sắc luôn. Có S và có M nhé mọi người. S và M cho em. S là chị em mình dưới 52 cân. Và M là chị em mình dưới 55 cân đổ với cho em vô tư. Đằng sau có đính cúc ngọc cho em này. Ví dụ như áo màu hồng sẽ đính cúc màu hồng. Áo màu kem đính cúc màu kem. Và áo màu vàng đính cúc màu vàng cho em nhé. Cho em mặc 99.000. Mình cứ lên đúng mã này chưa là C3 cho em nhé. C3 màu vàng, C3 màu kem, C3 màu hồng và C3 màu xanh. Chị nào thích C3 màu nào mình chốt cho em màu đấy cho em là có đơn với giá tặng các chị luôn. Với giá là 159.000, hàng này là hàng đắt. Cái này là hàng đắt nên là chị nào có nhu cầu mình mua ấy thì mình chốt cho em nhá. Tại vì cái này là nó đắt nhưng mà nó đẹp, nó xứng đáng với số tiền mình bỏ ra mà. Sang mịn và đẹp cực kỳ luôn cho em, màu vàng, màu kem, màu hồng. Chị nào lấy C3 màu nào mình chốt cho em màu đấy cho em nhá, 159.000. Sang mịn xịn đẹp luôn. Thiếu một màu nữa. Màu đen. Cầm đấy. Ok, chị nào lấy C3 mình chốt C3 dùm em nhá. 159.000, 159.000 mã C3. Xuất con nhà bà sắc luôn, nói chung cái mã đấy thì quá là đẹp. Em thấy mã này nó có siêu đẹp luôn á. Xếp trắng trắng có chưa? Cho em cái mã caro màu đỏ đi chị. Caro màu đỏ có màu hồng to đấy. Vâng, áo em mặc là C3 nhá. Rồi mã này mình lên luôn cho em, mã này là C10. Áo này hôm nay bán tặng cho chị luôn này. Hình như chị xem màu hồng đâu. Cái này có màu hồng này. Áo này mình lên luôn cho em, mã này là C10 dùm em nhá. C10 dùm em là có đơn áo này này. C10 nhá. Bác nào lấy C10 thì mình chốt C10 dùm em này. Xuất sắc luôn. Áo này còn mấy cái em bán tặng nốt cho các chị luôn, mã C10. C10 màu hồng,
C10 màu đỏ. Ai lấy C10 thì mình chốt C10 giùm em nhé. C10 màu hồng và C10 màu đỏ cho em này. C10 màu hồng và C10 màu đỏ nhá. Em bán tặng luôn con áo này cho mọi người luôn, tại vì em còn nhiều màu hồng. 99.000 nốt đi. C10, cái này có mỗi size S, tầm 52 cân đổ với cho em thôi. 52 cân đổ với cho em nhá. C10 99.000, có màu caro hồng và màu caro đỏ. Chị nào lấy caro nào thì mình chốt cho em caro đấy cho em nhá. Mã C10 99.000. Có đỏ và có hồng này. Mã nào lấy C10 thì mình chốt C10 giùm em nhá. 99.000. Cái này chị em mình dưới 55 cân đổ với cho em vô tư, 55 cân đổ với cho em thoải mái nhá. Đây sẽ có màu đỏ cho các chị và màu hồng. Bác nào lấy C10 thì mình chốt C10 giùm em. 99.000, phong cân nặng với 52. 52, 53 cân đủ với cho em vô tư nhá. Hai màu, mình thích màu nào mình cứ lên đúng mã cho là C10 cho em là được. Đỏ và C10 màu hồng. Ai lấy C10 thì mình chốt C10 cho em nhá. Cứ lên đúng mã này cho là C10 giúp em. Xinh lắm các chị ơi, xuất sắc luôn ấy. Cái màu này nó quá là tây, màu đỏ và màu hồng cho em này. Màu đỏ trên kệ còn không chị? Đỏ và hồng cho em nhá, hàng thiết kế luôn. Size S, cái này có mỗi size S thôi các chị ơi, tại vì cái này em đặt cho khách mà. Tại vì nó còn mỗi size S em bán tặng các chị luôn với giá là 99.000 mã C10. Ai lấy C10 thì mình chốt cho em nhé, hình như em có 30 con nữa. À không, thấy anh gọi điện chốt đơn là chắc là hết hàng cái mã đấy rồi chị ơi. Chị đặt sang cho em mã này nhá. C10, chị ơi còn màu đỏ không? Dạ. Còn màu đỏ không chị? À vẫn đang còn. C10 bên em vẫn đang còn đủ màu nhá. Không gửi hàng rồi chị ơi. Bác nào lấy C10 màu nào mình còn em màu đấy giùm em với giá là 99.000. 51 cân vừa thoải mái cho em, nói chung 51 cân mặc áo nào thì em cũng vừa, em nói thật. 51 cân thì các bác mặc áo nào cho em cũng vừa luôn nhá. Mã C10. Thì ship bên em đồng giá là 30.000 toàn quốc rồi mọi người ạ. C10 màu đỏ này, C10 màu hồng, chị nào lấy C10 đúng rồi. Mai nhà em mới gọi điện chốt đơn nhá mình ơi. C10 giùm em này. Màu đỏ, C10 màu hồng luôn cho em mã này nhá. Cho em set trắng đi chị, set trắng có đơn là chưa. Màu đỏ cho em và màu hồng này. Đấy, bác nào lấy C10 màu nào mình có mấy màu đấy cho em là có đơn, nói chung hôm nay nhiều mẫu lắm. Hôm nay cực kỳ là nhiều màu hot hit luôn cho mọi người luôn cho em nhá. Đỏ, đỏ và hồng. Ai lấy màu nào mình cứ lên đúng mã này cho là C10 giúp em. Tặng luôn cho các chị với giá là 99.000 mã C10 nhá. Nói chung là form nó dáng mặc lên đẹp cực kỳ luôn. 52 cân đổ về. Bác nào lấy C10 thì mình chốt C10 giùm em nhá. Có màu đỏ và màu hồng. Có màu đỏ và màu hồng cho em nhá. Mã C10 xuất sắc luôn. Với giá chỉ có là bao nhiêu? 99.000 đồng dã man. C10 giùm em nhá. Set này cũng rất là xinh, chị chuẩn bị cho em mấy cái váy hoa. Ui, set báo này. Em ơi, set này xinh luôn các chị ơi. C11, 55 cân đổ về cho em, dã man set này. Tặng luôn các chị set này cho em, dã man chưa? 79.000 mã C11, size M giùm em nhá. Set này các chị tới 55 cân đổ về cho em này, xinh nhở. Riêng mình cái áo này nó bán là 79.000 rồi. Bây giờ cả một cái chân váy nữa này, riêng luôn nhá, chân váy dàn di cho em. Set này 55 cân đổ về cho em vô tư. 79.000 mã C11. Chị nào lấy C11 thì mình chốt C11 giùm em nhá. 79k. Set này có bo chun ở đằng sau á chị ơi. 79.000 cái set báo này cho em dã man chưa? Anh em chỉnh C11 giùm em nhá. 79.000 có duy nhất một màu trắng. Áo mình có thể mặc rời. Mình có thể mặc rời và mình có thể mặc chung cho em đều được. Áo mặc rời hay là mặc chung cả set cho em đều ok. Form này dưới 55 cân đổ về cho em nhá, riêng áo này. Chị em mình sơ vin cũng được mà mặc với kết hợp với chân váy cho em cũng được luôn. 55 cân đổ về cho em nhá. 79.000 mã C11 dã man chưa? Ai lấy C11 thì mình chốt C11 giùm em. Cái này em có độ tầm 50 set nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh nhá, dã man. Ai bán cái set này cho mọi người giá là 79.000, không có ai có luôn được chưa ạ? Áo em mặc yên tâm là giặt không nhăn, chất liệu là vải tơ nhá. Ui, dã man này. Mình nhớ kiểu Quảng Châu đấy. 79.000, trời ơi mình mặc ở như thế này, mặc như thế này cho em cũng được. Đây, nguyên một set như thế này mà có 79.000, mã số cho em là C11. Em có độ tầm 50 set nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em nhá, dã man chưa? 55 cân đổ với cho em vô tư này. Em mình mặc cả chân váy hay mình thích sơ vin các thứ cho em cũng rất là đẹp, mặc riêng. Mặc riêng hay mặc rời cho em cũng đều rất là ok luôn nha các chị ơi, mà với giá là bao nhiêu? 79.000. Mã số cho em là C11. Ai lấy C11 thì mình chốt C11 giùm em nhá, giá này. Kinh khủng khiếp chưa? 55 cân đổ với vô tư. Cái này chị em mình dưới 55-56 cân nhá. Đằng sau có bo chun này. Nguyên cái set này nhá, chân máy này mà bán tặng các chị có bao nhiêu? 79.000, em thấy nó quá là rẻ, chưa bằng một cái áo đâu. 79.000 là còn chưa được một cái áo nhá. Áo em mặc là in như chị Kim Moon kìa.
Áo em mặc là C3, còn mã này mình lên luôn cho em, là C11 cho em. Với giá là 79.000, dã man rẻ quá. Nhiều khi rẻ quá các chị lại hoảng đấy. Trời đất ơi, 55 cân đủ với cho em. Nguyên cái set đẹp như thế này mà có 79.000 đó. Trời đất ơi, dã man. Rẻ quá các chị ơi, không nghĩ là cái set này bán 79.000 đâu. 57 cân thì chị cao 1m6 cho em là ok, thoải mái này. Áo mình mặc rời cho em cũng được. Áo mặc rời được nhá, chân váy mặc rời đều ok, 79.000. Form dễ mặc cực kỳ luôn, mã số cho em là C11, 79k một set. Áo mặc rời được, quần mình mặc rời được. À, áo mặc rời được, chân váy mình mặc rời được luôn cho em nhá. Nói chung đều mặc rời hết, đầy đủ cho em như thế này. Chị nào đấy C11 thì mình chốt C11 giùm em với giá là 79.000, xuất sắc. Bao dáng đẹp cho các chị luôn nhá. Cứ lên đúng mã cho em là C11 giùm em là có đơn, 79k. Đẹp rời rợi luôn các chị ơi, xinh chưa? Ui dồi, set này khủng khiếp luôn, áo có thể mặc rời, quần mình có thể mặc, chân váy mình cũng có thể mặc rời luôn cho em nhá. 79.000 mã C11. Ai lấy C11 thì mình chốt C11 giùm em, 79k xuất sắc luôn. Set này em chỉ có ít thôi nên là mọi người chốt nhanh cho em nhá. Em cảm ơn chị Nhật Hạ. Cái này có ít thôi nên là mọi người chốt nhanh luôn cho em mã này giùm em nha. 79.000 mã C11, xuất sắc. C11 79.000 đông anh nhiều mã lắm. Hôm nay rất là nhiều mã luôn cho mọi người đấy. Tay áo này cho em đủ màu đi. Cho em cái màu kem đó chị. Cho em cái màu kem màu đây. Áo này mình lên luôn cho em mã này là C12. C12 là áo này cho em nhá. C12 áo này lúc trưa em có mặc này. Rất là xịn sò luôn. C12 màu vàng, C12 màu trắng và C12 màu da. Cái màu da như con canh đâu. Chị nào lấy C12 thì mình chốt C12 giùm em nhá. 139.000 này. 139.000, phong cân nặng dưới 55 cân đổ về vô tư. C12 màu trắng này, C12 màu hồng và C12 màu kem. Form cân nặng chị em mình dưới 55 cân đổ với cho em vô tư nhá. 139.000 có size S và size M. Size S là dưới 52 và size M là dưới 54-55 cân đổ với cho em vô tư này. Màu hồng cho em nhá, màu trắng này. Thôi em cầm màu hồng rồi, móc màu hồng là mình. Chị để ý không nó rơi mất cái gúc. C12 này, 139.000, nói chung mẫu này mặc cũng rất là xinh. Mẫu này mặc lên siêu xinh luôn cho em nhá. Đấy, bác nào lấy C12 thì mình chốt C12 luôn cho em với giá là 139.000. Giá mặc lên thì xinh ngút ngàn luôn. C12 nhá mọi người. Mã này là C12 luôn giúp em này. Sơ vin cũng được, mặc thả buông cũng được luôn. Không nhìn thấy mẫu à? Cái mẫu đi mà đến đi tìm cái mẫu đấy. Cái mẫu mà lúc nãy mặc lên con canh mà anh bảo là chưa mở đây. C12 giùm em nhá. C12 màu hồng này, C12 màu trắng này. Có cả C12 màu kem nữa, đang ra ngoài nhà chị. Lúc nãy em còn bảo là mặc chưa lộn được còn gì nữa. Đấy, chị nào lấy C12 thì mình chốt C12 giùm em nhá. Với giá là 139.000. Rất là xinh, cái này chị em mình dưới 55 cân đổ về cho em vô tư. 55 cân đổ về cho em nhá. Ai lấy C12 thì mình chốt C12 giùm em là được. Áo này rất là xinh. Đây em bắt đầu lên áo này cho mọi người. Cũng là chất von ga, chất đẹp đó. Áo đẹp luôn này. Đây, màu hồng đi. Mặc màu hồng cho nó mới. Đây. Áo này cũng mới ra này. Em thấy hot đình đám luôn áo này đấy. Áo này người ta bán hot hit luôn. Áo này mình lên luôn cho em mã này là C10. Áo em mặc 159 mã C3. Chị nào lấy áo này bình luận luôn cho em mã này là C13 cho em nhé. Áo này mình lên luôn cho em mã này là áo C13 cho em này. Áo này là C13 nhé mọi người. Với giá là 139.000 em sẽ đi thử mẫu này cho mọi người. Áo này từ 40 cân đổ lên, 60 cân đổ với cho em vô tư nhá. Mã số trên là C13. 139.000, thích mặc sơ vin em, thích mặc thả buông đều được. Chất liệu của nó là vải von ga. 139.000, ok chị Minh, bác em gọi lại nhá. Mã số trên là C13 này. C13 màu hồng, C13 màu kem và C13 màu xanh. Cái này sẽ có hai size S và size M. Size S là chị em mình dưới 55 cân đổ về và size M là dưới 60. Chị nào mà bảo này em không có mẫu nào 60 cân vừa thì có mẫu này. Mẫu này 60 cân đổ về cho em vô tư, 60-62 cân cho em nhá. Mã số cho em là C13 cho em, 139.000. Hàng đẹp, chất liệu của nó là vải von ga hàng một lớp. Nói chung nó óng ánh như thế này đó chị không? Nó cực kỳ là óng ánh như thế này luôn cho em này. Dã man chưa?
đây đó chị ơi, với giá là 139.000 nhá. C13 màu hồng, C13 màu kem và C13 màu xanh. Chị nào thích C13 màu nào mình chốt cho em màu đấy cho em, với giá là 139.000. Trời ơi, mã này em thấy là xuất sắc, mã này cũng đang hot. Hot 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 luôn. Mà chỉ có giá là 139.000 đồng mã C13 các chị ơi. Khủng khiếp chưa? Thậm chí là chị em mình dưới 60, 62 cân thoải mái cho em, 63 cân vô tư nhá. Chị nào mà bầu bí bon cho em được mã này luôn cho em, thích serving cũng được. Mà mình thích thả buông cho em cũng được luôn, cái dáng này mặc được hai kiểu đấy. Các chị thích serving hay là thích mặc thả buông cho em cũng được. Với giá chỉ có 139.000 thôi. C13 màu hồng cho em này, C13 màu kem, C13 màu xanh, chị nào lấy C13 màu nào mình chốt cho em nhá. 139.000 rẻ như bèo luôn các chị ơi. Đấy, đây các chị ơi, màu xanh cho em này. Đây, màu kem cho em nhá và màu em đang mặc là màu hồng. Hàng của nó là hàng mắc hàng. Chị nào lấy C13 mình chốt cho em là C13 dùng em nhá. Với giá là 139.000 dã man chưa? Form cân nặng chị em mình dưới 65 cân đổ về cho em nhá. Có lên lên đấy ạ. Bác nào lấy C13 thì mình chốt C13 cho em nhá. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh, màu nào cũng xuất sắc như thế này luôn cho em này. Với giá là 139.000 dùm em nhá, mã C13 đẹp nhở. Em ơi, dáng này là dáng baby doll cho em nhá, dáng baby doll rất là dễ mặc. Ai lấy C13 thì mình chốt C13 dùm em nhá. Tặng luôn nữa các chị mã này luôn cho em với giá chỉ có bao nhiêu? 139.000. Cực kỳ là đẹp, có hai size S và size M. Size S chị em mình dưới 55 và size M chị em mình thậm chí là dưới 60 cân cho em vẫn mặc ok ấy. 60 62 cân đổ với cho em vô tư nhá. Mã số là C13 với giá là 139.000. Chị nào lấy C13 thì mình chốt C13 dùm em nhá, sang chưa? Cái dáng này mặc lên nó là dáng baby doll, nó rất là dễ mặc, serving cũng được. Dáng này đang cực kỳ hot này, cho mẹ em mặc 99.000 đấy. Chị nào có thể serving cho em cũng được luôn nhá, serving các thứ cho em đều được. Đây mình thích sơ không thì mình thích serving, không thì mình thích mặc thả buông như thế này cho em cũng rất là ok luôn. Với giá là 139.000 này. Đẹp cực kỳ ấy chị ơi, có bo chun này. Đấy. Bác nào lấy C13 thì mình chốt C13 cho em nhá. Với giá là 139.000. C13 màu hồng, C13 màu xanh và C13 màu kem. Ai lấy C13 màu nào mình chốt cho em màu đấy là được. Chị ơi móc này kem quá. Áo này có ít màu đâu, màu kem đâu. Rồi, áo này mình lên luôn cho em ai là C14 giùm em nhá. Xuất sắc chưa? Áo này bán tặng các chị luôn dùm em. Rồi ơi, đẹp cực kỳ cho em như thế này. Form này chị em mình dưới 53 cân đổ về cho em nhá. C14 bán tặng áo này cho mọi người luôn, 69.000 mã C14. Chất liệu của nó là vải đũi cho em, khóa ở bên sườn, 69.000 nhá. C14 dùm em này, đẹp chưa? Khóa của nó là ở bên sườn như này cho em. Form cân nặng chị em mình dưới 54 cân đổ về cho em nhá. Mã số là C14. C14 màu trắng, C14 màu xanh, C14 màu vàng, C14 màu hồng, với giá là 69.000. Cái này em chỉ có đúng 40 cái, chốt cho 40 chị. Chị nào mà chậm tay là hết, còn chị nào nhanh tay thì được thôi. Chậm tay là hết cho em nhá. Chậm tay thì không có hàng đâu. 69.000 dùm em, form mặc lên rất là xinh. Chất liệu của nó là vải đũi này, màu xanh cho em nhá. C14 màu vàng, C14 màu hồng, 69.000. Serving các thứ đều ok nhá mọi người nhá. Serving like hôm qua em nói quần bò mã lộn xộn là 115.000, mà khi nhân viên chốt đơn khăng khăng nói giá khác không hiểu luôn. Chấm chấm, chị Khoa tỉ tỉ thì không đúng thì bên em hỏi lại thôi, chị có việc gì đâu. Những cái vấn đề đấy thì mọi người đừng có lên Facebook nói làm gì, em cũng không thể giải quyết đâu. Giải quyết thì bây giờ nhà em sai thì đúng rồi, hôm qua em bán 115.000 chẳng qua bạn ấy ghi lộn. Thì là em sửa cho mọi người, cái gì mà các chị mày nói ở trên live làm gì. Em mấy hôm nay em đau đầu lắm, tự nhiên chẳng có vấn đề gì, tự nhiên các chị cũng nói ở trên live ấy. Nói ở trên live những cái việc nào gấp thôi. Những cái việc nào mà quan trọng, hệ trọng là mình cần muốn giải quyết luôn, hoặc là mình khúc mắc thì mình muốn giải quyết luôn. Cái vấn đề có mỗi sai giá thôi thì bên em ngày mai bên em sửa cho các chị. Hoặc em xem lại live em xem nó đúng hay không. Tại vì nhiều khi có những hôm em tâm trạng không ổn thì nó vẫn cứ bị lệch như thế. Nên là mọi người cứ phải thông cảm chứ, có cái gì đâu, rất là dễ dàng không có phải. Thế là chị em mình lại mất tình cảm với nhau rồi đấy. C14 dùm em nhá, 69.000. Có khóa hai bên sườn cho em này. Form này chị em mình dưới 54-55 cân đổ với cho em nhá. Màu hồng cho em này, C14 màu vàng, C14 màu xanh, C14 màu trắng nhá. Mã này em bán tặng các chị luôn với giá là 69.000 đồng. Bác nào lấy C14 màu nào mình chốt cho em màu đấy. Nói chung form dáng này mặc lên rất là dễ mặc luôn cho em nhá. Chất liệu của nó là vải đũi cho em nhá. Đấy, mình thích màu nào thì mình chốt cho em màu đấy là ok. Mình thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Và phần này nó có bo cho em này, 69.000 thôi. Em ơi dã man, nhìn cái cổ này cho em đã không bao giờ có giá là 69.000 đồng được các chị ạ. Không bao giờ có giá 69.000 rồi nhá. Scam này. Màu nào rất là xinh, áo em mặc là 139.000 mã C13. Chị nào lấy C14 màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. Dã man chưa?
Áo em mặc 139 nhá, mã size 13 nhỉ. Màu nào cũng xinh ấy các chị, nhìn cái vải cho em này. Chít ly đàng hoàng cho em các chị ơi, cái mềm chưa? Em ơi cái chất này nó rất là mềm, mềm mịn và mát vô cùng ấy. Màu hồng này, màu vàng cho em mặc áo phông chị. Màu xanh này. Và màu này cho em là màu trắng. Mình thích màu nào mình cứ comment màu để cho em xin nhá. Cứ lên đúng mã cho em là C14 giùm em nhá. Sang, xịn, mịn và đẹp. Ôi dồi ôi. Với giá thì có bao nhiêu? 69.000 một con áo này. Dã man, áo em mà không có màu trắng đâu. Đây, màu trắng cho em, C14 màu xanh này, C14 màu vàng và C14 màu hồng cho em. Đem hai cái ấy ra đi. Nó rộng. Bác nào lấy C14 màu nào mình chốt cho em màu đấy cho em nhá. Ok cho mọi người ơi. Với giá tặng các chị luôn, với giá là bao nhiêu nhỉ? 69.000 mã C14 nhá. Ai lấy C14 màu nào mình chốt cho em màu đấy. C14 màu trắng cho em này, C14 màu xanh, C14 màu vàng và C14 màu hồng cho em nhá. Đấy, bác nào lấy C14 màu nào mình chốt cho em màu đấy. Em cắm cái đấy vào đi. Đúng rồi, tay của nó là tay chun ấy. Rồi ok. Tay của nó là tay chun cho chị cái váy body sọc đi. Chị nào lấy C14 màu nào mình chốt cho em màu đấy cho em nhá. Đấy, 69.000 một con áo này quá hời đấy chị ơi, trắng này. Đấy, xanh này. Vàng này và hồng cho em nhá, mã C14 đấy, cái váy sọc đấy em. Váy sọc đâu? Mình lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy cho em nhá. Áo sau em có lên đấy. Áo sau là hàng đắt hơn một chút xíu. Sau là hàng đắt nha. Quên. Mã này em rất là xinh này. Em ơi xinh dã man luôn các chị ơi. Áo này cho em 55 cân đổ về cho em này. Áo này mình lên luôn cho em mã này là C16 thôi. Áo này mình lên luôn cho em mã này là C16 cho em nhá. Áo này các bác lên cho em mã này là C16 cho em này. 129.000 mã C16. C16 màu trắng, C16 màu hồng. Ai lấy C16 màu nào mình chốt cho em 54 cân đổ về cho em nhá. 129.000. Mã số cho em là C16 xinh chưa? Ai lấy màu nào thì mình chốt cho em màu đấy này, có màu trắng và màu hồng nhá. Form này chị em mình dưới 55 cân đổ về cho em. Form này chị em mình dưới 55 cân đổ về cho em vô tư nhá. Mã số là C16. Tặng luôn cho các chị với giá là 129.000. Đây các chị ơi. Servin các thứ đều rất là ok luôn cho em này. Servin vào xinh chưa? Chưa chị. C15 kia. À thế là cái này là C16 à? À cái này phải là C15 chứ nhỉ? Mà thôi em đọc lộn rồi. Đấy là C14. Rồi C16 giùm em. C16 màu hồng. C16 màu kem cho em nhá. Với giá là 129.000. Ai lấy C16 màu nào mình chốt luôn. 55 cân đổ về nhá. Em ơi cái chất của nó mềm á. Cái vải của nó trời ơi sướng dã man. Em thề với các chị rằng cái hàng này chỉ có ngất ngây thôi. Tặng luôn cho các chị với giá là 129.000. 129.000. Ơ cái đấy là cổ tim chị. Cổ đấy cổ tim tim tim. C16 giùm em nhá. Đây cổ tròn. Bác nào lấy màu nào mình chốt cho em này. C16 màu hồng và C16 màu kem. Ai lấy C16 màu nào mình comment ngay và luôn cho em mã này là C16 cho em là ok. Với giá tặng các chị luôn nhá. 129.000 mã C16. Em sẽ đi thử cái mẫu này cho mọi người này. Em sẽ đi thử mẫu này. Đây chị nào lấy C16 thì mình cứ chốt cho em là C16 nha. C16 giùm em này. Bác nào lấy C16 thì mình chốt C16 giùm em nhé. Áo kẻ đổi là 99.000. C16 và kèm màu cho em là có đơn. Ok. Em sang áo này này. Mình lên luôn cho em là C17 giùm em nhé. C17 màu trắng này. C17 màu đen, C17 và màu kem. Cái này là hàng Quảng Châu cho em. Từ 40 cân đổ lên. Chị em mình dưới 60 cân đổ về cho em vô tư nhé. 159.000 mã C17. Ai lấy C17 thì mình chốt C17 giùm em. 159. Ui ôi áo xinh nhỉ. Em ơi dã man, C17 giùm em. Với giá là 159.000 nhá. Có màu trắng này, C17 màu kem và C17 màu đen. Chất liệu của nó là vải. Hàng Quảng Châu cho em các chị ơi. Dã man từng cái đường cúc này.
Eo ơi, nó sang kinh khủng khiếp luôn, với giá là 159.000. 159.000 mã C17 cho em. Eo ơi, cái tay bồng với chị này, dã man. Hai lớp cho em nhé, nhưng mà nó mát. Cái chất này sờ vào các chị nhận được hàng, không nghĩ là mua 160.000 đâu. Em đảm bảo với các chị luôn. C17 cho em là màu kem này, C17 màu đen này, C17 màu trắng. Bác nào lấy C17 màu nào mình chốt cho em màu đấy cho em nhé. Với giá là 159.000. Form dáng cực kỳ là dễ mặc luôn cho em, 40 cân đổ lên. Thậm chí ấy, chị nào mà 60 cân cho em vẫn mặc vừa nhá. Cái mã này nói chung là mã độc rồi. Cái mã này nói chung là quá là xinh và quá là xịn tò như thế này cho em rồi. Đấy, chị nào lấy C17 màu nào mình chốt cho em màu đấy cho em nhá. Mỗi màu 2 thôi chị. Mã này mỗi màu 2 thôi. C17 và kèm màu cho em nhá. Màu trắng này, C17 màu kem, C17 màu đen. Mã nào lấy C17 màu nào mình chốt C17 dùm em là có đơn nhá. Ok chưa? Rồi lên một con váy body cho mọi người này. Mã này mình lên luôn cho em, đây là C18. C18 giùm em là váy này. Váy kẻ sau body nhá. Bán tặng các chị luôn váy này cho em. Với giá là 69.000. Mã C15. 69.000 mã C15. Phong cân nặng dưới 55-56 cân đổ về, váy xoắn này. 55-56 cân đổ về cho em nhá. Mã số là C15. Chị nào lấy C15 thì mình chốt C15 cho em nhá. 69.000. Cái này em có mấy cái thôi, có 7-8 cái gì đấy thôi. Bác nào lấy C15 thì mình chốt C15 cho em nhá. Đồ giá là 69.000. Cứ lên đúng mã này cho là C15 giúp em là được. 69k. Form dáng dễ mặc cực kỳ luôn cho em á. C15 giùm em nhá. Váy kẻ này rất là xinh. Chất zip co giãn 55 cân đổ về có rút này. Cái này có rút luôn cho em nhá. Đấy, bán tặng các chị luôn. 69.000 body, trời ơi đẹp quá. C15 giùm em là có đơn nhá. 69.000 thôi, cái này em có ít thôi. Nên chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em nhá. Áo em mặc là C16. Áo em mặc là C17, C15 này. Áo đá này em còn 3 cái, em bán tặng các chị luôn mã C18 cho em. Áo đá này là C18 nhá. Chi ân các chị luôn áo này luôn cho em, nhanh thì đều chậm là hết này. Với giá là 45.000 mã C18 áo đá. Ai lấy áo đá thì mình chốt áo đá cho em nhá. C18, chị xem mẫu kiểu nào mà còn ít ít chị. Đây vào đây em tặng nốt các chị. C18 giùm em này. Với giá là 45.000 một con áo đá nhá, mã C18. Ai lấy C18 thì mình chốt C18 giùm em nhá. Đây. Ui con váy suông cho em này. Hàng này mình từ 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ cho em vô tư. Ui, con này em có ít thôi mọi người ạ, à, có 20-30 con thôi. Mã số cho em là C19 nhá. Ui, dã man các chị ơi, 79.000 đồng. Ui, dáng váy này, eo ơi, dã man. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ cho em vô tư. Mã số cho em là C19, 79.000. Eo ơi, áo em mặc 159 nhá chị ơi, dã man nhở. Em thì con dáng váy, con váy này yêu thế. Bầu ý bon trend được cho em, dáng suông bụng béo bụng mỡ gì đều được mặc con này. Nói chung bụng nào thì chơi em này cũng được. Ui dồi, có rút dây nữa chứ dã man. Mình thích rút cũng được, mà mình không thích rút cho em cũng được luôn nhá. Với giá là 79.000. C17 dùm em, 79k nhá. Đây. À quên, C19. Cái mã này là C19 nhá. C19 dùm em nhá. Đây, mình thích rút dây hay không thích rút dây cho em cũng được này. Không thích rút dây đẹp hơn đấy. Đây em có ít thôi nhá. 79.000 một con váy này. Ui dồi ôi, dã man. 65 cân đổ về cho em vô tư nhá. Mã số là C19. Ai lấy C19 thì mình chốt C19 giùm em nhá. Đây, hàng nó nguyên si đai như thế này rồi. Chị em có đôi tầm 20 cái. Em có độ 20 cái thôi. Chị nào lấy C19 thì mình chốt nhá. Váy thì có một size 60 cân đổ về vô tư. Bác nào lấy C19 thì comment là C19 giùm em. Với giá tặng là 79.000. Dã man, con váy này là 79.000. Rồi ôi, đẹp quá các chị ơi. Chất liệu của nó là vải thô mềm mịn cho em nhá. Đây, eo ơi, váy hoa người ta chỉ làm thứ nhất là chất thô, thứ hai là vải von, có thế thôi. Đấy, chị nào lấy áo C19 thì mình chốt C19 giùm em nhá. 79.000, em có 20 cái. Nên là bác nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh luôn cho em nhá. Chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh luôn cho em. Cho chị cái váy có cổ đi. Cho em cái váy có cổ chị. C19 giùm em nhá. Nhanh tay các chị ơi, nhanh tay thì được, chậm tay là hết này. Bác nào không nhanh tay là không có đơn hàng đâu nhá. Cứ lên đúng mã này trên là C19 giúp em. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Tặng luôn cho các chị với giá là 79.000. Áo em mặc là C17. Áo em mặc là C17. Các chị cứ lên đúng mã này trên là C19 cho em nhá. Với giá tặng các chị luôn. Với giá là 79.000 một váy. Không ai bán các chị váy này 79.000 đâu, em đảm bảo luôn. Tại vì thứ nhất là cái dòng này cũng không có chất này đâu. Cái hàng này thì ngoài nó không bao giờ có giá này luôn cho em nhá. C17 giúp em là được. À, C19 em cứ quên. C19 không cần đọc tên đâu ạ. Các chị cứ comment đúng mã là có đơn nhá. Rồi,
Mã này mình lên luôn cho em, đây là C20. Là quần bò. Hôm nay là mẫu mới về nhá mọi người. 149.000 mã C20, có S, có M và có L. Có chị nào mà nhận được quần bò thì em chưa? Cho bên em xin một lời phản hồi nhá. Em ơi. Xuất sắc đấy chị ơi. C20 dùm em là có đơn. 149.000 có size S, size M và size L. S là chị em mình dưới 50. M là chị em mình dưới 52 và L là dưới 55 cân, chất quần co giãn này. Như yên tâm là không bay không xù cho em nhá. C20 149 mẫu mới ra. Theo cạp chữ hết đàng hoàng cho em như thế này. Đây các chị ơi, mông này. Nhà em không có cạp trễ đâu nhé mọi người. Chuẩn 100% là cạp cao mà bây giờ cũng không ai bán cạp trễ đâu. C20 dùm em 149. Chị nào lấy C20 thì mình được là C20 dùm em nhé. Với giá là 149.000 sẽ có size S, size M, size L. Nói chung cái dáng này thì chị nào mà mua quần bò thì em thì không cần phải lo nghĩ là dáng nó như thế nào rồi. Chất quần cho em nhé. Siêu co giãn là siêu mềm hàng này. Hàng này là quần dài cho em, ok chưa? Bác nào lấy C20 thì mình chốt C20 dùm em. 149.000 nhá. C20 vào kèm số điện thoại. Ngay vào luôn đó chị ơi. Hàng đang nguyên gì đấy. Một size đây là ML cho em nhá, mã C20. Chị nào lấy C20 size nào mình chốt cho em, không đến lúc lại không có đâu. Mỗi ngày em chỉ lên được tầm 2 mã thôi. Nên là chị nào nhanh tay thì mình được nhá, chậm tay là mình hết hàng đấy. Chậm tay là mình không có cơ hội để chốt đâu. Thực sự luôn những cái mã này cho em này. Em ơi cái chất quần bò ấy, chị ơi nhìn cái chất này. Cái mẫu này thì có mỗi cái màu này thôi chị ơi. Em thấy màu này đẹp. Cái bản này mà có cái màu đậm hơn thì nó rất là xấu. Hôm em có đi tham khảo rồi. Cái màu đậm hơn của cái mã này thì nó xấu. Tại vì cái màu này màu nhạt hơn thì nó đẹp hơn, có màu đậm hơn. Nhưng mà tí nữa sẽ lên cái màu khác cho mọi người luôn. Nhà em không miễn ship đâu chị nhá. C20 dùm em, bán tặng các chị luôn 149.000. Mình có thể đi tham khảo giá cho em thoải mái luôn nhá. Đi tham khảo giá thoải mái. Các bác cứ đi tham khảo giá xem ở giá thị trường như thế nào. Mà em bán tặng các chị có giá là 149.000, kiểm tra thoải mái cho em. Hàng em các chị cứ tơi bời đi. Kiểm tra tới bến đi. Ok, tập kê hết, kiểm tra rồi trước khi nhận cho em là không việc gì. Cứ kiểm tra hàng rồi mình mới nhận, không việc gì đúng không? Cứ kiểm tra hàng, đầy đủ hàng, ok. Đẹp thì mình nhận hàng cho em, không đẹp thì mình gửi tiền cước giúp em là ok. C20 dùm em nhá. Được chưa? Áo này có vẻ là em cũng hết hàng rồi này. Em bây giờ em còn mấy cái, màu kem và màu hồng em bán tặng nó các chị luôn. Ơ chị ơi cho em áo ở trên kệ đi chị. Áo này ở trên kệ. Áo baby doll này này. Chị xem ở ngoài kia có áo này không? Lúc trước em có bán áo này không? Đây. Không có phải áo này. Chị xem ở trên đấy xem nào. 57 cân không có mặc vừa quần bò nha em đâu. Đúng rồi. Em cái này em còn hai màu. Màu kem và màu hồng. Nào. Em bán tặng các chị luôn, khẩn trương các chị ơi. Xem 21 dùm em nhá, có màu kem và màu hồng, khẩn trương. Nhanh tay thì được, chậm tay là hết cho em áo baby doll em bán tặng các chị luôn này. Em còn từng đây cái, em bán tặng các chị luôn nhá. Nào các chị ơi, em bán tặng các chị con áo này luôn cho em ạ. 84.000 mã số là C21, 55 cân đổ về. 55 cân đổ về cho em nhá, C21 dùm em 84.000. Khóa đằng sau cho em này, có màu kem và màu hồng cho em xin cốc nước. C21 dùm em nhá, 84.000, ui dồi ôi. Dã man con áo này, baby doll cho em ạ. Em ơi dáng này mặc lên thì quá là xinh rồi các chị ơi. Gọi là mặc lên lung linh luôn cho em rồi. Đấy. C21 dùm em nhá, 84.000 một cái. Chị nào lấy C21 mình chốt cho em này. Bây giờ những cái màu này nó còn lẻ lẻ đấy. Ôi hình như quần chủ yếu là màu hồng. C21 quần chủ yếu là màu hồng đấy. Quần bò là 149 cho em nhá. C21 dùm em là có đơn, cái này có ít thôi. Nên chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em nhá. Hết hồng rồi nè. À hết kem rồi. Còn mỗi màu hồng, em tưởng màu đấy là hết nhưng mà có áo quần lớp tốt có nhá. C21 dùm em là được. Áo em mặc là 159, mã số là C17. C51 dùm em nhá. À quên C21 nhá. Quần đấy là quần form baggy. Khi nào lấy C21 thì mình chốt C21 dùm em. Quá đẹp luôn. Chất mê mệt lòng người luôn ấy. Chất này không đẹp thì chẳng chất nào đẹp đâu các chị ơi. Dã man chưa. 84.000 C21 này. Em là kia ra xong nha. Em là kia em lừa với chị xem cái mẫu nào cũ á. Cái mẫu caro vàng này, có nít em này đây. Nên con máy này cho em. Ôi trời ơi. Máy này bà bầu nào mà chốt ngay cho em con máy này. C22 79.000 này. Ui dã man. 40 cân đổ lên, 65 cân đổ về cho em nhá. C22. Đấy là quần form dài mà chị. C22 dùm em 79.000 này. Ôi nó đẹp các chị ơi. Nó đẹp một cách khủng khiếp cho em này. 79.000 C22. C22
2 giùm em nhá, 79.000. Nghe bạn ơi. Xe 22 giùm em, xem ở trên kệ đâu anh. 79.000 giùm em, có cổ này. Cổ theo này. 40 cân đổ lên, 66 năm. Ui dồi ôi. Nên lấy con này cho em với chị ơi, dã man. 79.000 đồng. Xe 22 giùm em nhá, 79.000. Ai lấy xe 22 thì mình chốt xe 22 giùm em. Dã man con ngan có 79.000 đồng thôi. Úi dồi ôi. Ai lấy nhanh thì mình chốt nhanh luôn cho em. Trời đất ơi, kinh khủng khiếp. Quần bò có màu đen, tí nữa em lên. Trời ơi, dập ly này. Em ơi mà em bán cho các chị có 79.000 dã man. Tìm thêm cái mẫu nào cũ em. Mẫu nào nhà mình còn ít đấy. Đấy trên kệ đang treo, trên móc treo còn đấy. Mẫu nào còn ít mang nốt lên chị sale đi. Xe 22 dùm em các chị ơi, có lên đầm phía sau cho em nhá. Các chị thích lên đầm nào? Ôi con này có 20 cái thôi, 20-30 cái thôi. 79.000 mặc mùa nào cũng được. Mùa này đi du lịch mặc con này cho em cũng đẹp. Mình mặc mùa nào cho em con này cũng rất là đẹp luôn. Xe 22 dùm em nhá, 79.000 đồng. Chị nào lấy xe 22 thì mình chốt cho em 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ với cho em vô tư nhá. Thoải mái cho em mã này luôn các chị ơi. Đây các chị ơi, nhìn cái dáng váy cho em này. Đẹp như thế này mà có 79.000 đồng, dã man, nó có cổ được không? Cái này là dáng có cổ cho em luôn nhá. Với giá là 79.000 mã xe 22. Chị nào lấy xe 22 thì mình comment là xe 22 dùm em. Form các chị mê chưa? Ui dồi, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ với cho em vô tư nhá. Mã xe 22. Chị nào lấy xe 22 thì mình chốt xe 22 dùm em. Đầm tím không có màu khác chị ạ. Đầm tím em có một màu. Rồi, cái này em bán tặng các chị luôn nhá. 59.000 mã C23 này. Còn em mà có bán C23 59.000, ai lấy nhanh thì chốt nhanh. 54 cân đổ với cho em mã C23 nhá. 59.000 đồng có kèm đai. Ai lấy C23 thì mình chốt C23 dùm em. 59.000. C23 và kèm số này. 59.000 đồng cho em nhá, xinh chưa? C23 59.000. Ai lấy C23 thì mình chốt cho em nhá. 59.000 đồng. Trời ơi, có 3 cái thôi. Có đai đấy, chị nào lấy thì bình luận là C23 nhá. 59.000 dùm em này. Mã số cho em là C23, 59.000. Áo này là hãng AD này. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ với cho em vô tư nhá. Mã số là C24. Áo này em kỷ niệm hết cho các chị luôn đi. Áo này chất mềm lắm, hãng AD cho em nhá. Vừa giá là 55.000 mã C24. C24 dùm em nhá, 55.000 đồng. Máy đâu? C24 dùm em 55.000 này, 60 cân đổ về vô tư nhá. Ai lấy C24 thì mình chốt C24 dùm em, 55.000, xinh nhá. C24 dùm em nhá, 55.000. Bác nào lấy C24 thì mình chốt C24 dùm em, 55.000 đồng thôi. Hãng của nó là hãng AD nhá các chị ơi. Đây các chị nhìn giúp em này. AD hẳn hoi xịn sò như thế này mà em bán tặng các chị có 55.000 thôi. Mặc mát cùng gì. Áo em mặc là 159.000 nhá, C23 em hết hàng. Mã này mình lên luôn cho em là C24, váy hoa là 79.000 dùm em. Ui dồi ôi các chị ơi. Hãng của nó là AD này. Tang mác đầy đủ xịn sò cho em như thế này các chị đâu. Đấy, chị nào lấy C24 thì mình chốt C24 dùm em nhá. Vừa giá là 55.000 đồng với con áo này thôi. Xịn sò quá các chị ơi. Quá là xịn sò luôn cho em, cực kỳ á. Dã man, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em nhá. Quần em mặc là 160. Bác nào lấy quần em mặc bình luận là B1. Được chưa? C24 dùm em là có đơn. Sang xịn mịn mà đẹp. Nói chung là cái mã này thì mặc ở nhà thoải mái lắm. Cái vải của nó rất là mát luôn ấy. Cái vải này cực kỳ mát luôn cho em nhá. Với giá là 60. Với giá là 55.000 mã C24. Chị nào lấy C24 thì mình chốt C24 dùm em nhá. 55.000 đồng thôi. Form dáng mặc lên thì siêu đẹp như này luôn. C24 dùm em nhá. Ai lấy C24 thì comment là C24 dùm em là có đơn. Xuất sắc. Chưa. Ai lấy 24 thì mình chốt 24 dùm em 55.000 này. Đây em ơi. Còn mấy con áo hoa, đưa chị nốt áo hoa trước đi. Áo hoa có cổ này. Còn 2 cái à. Còn 4 cái mỗi màu 2 này. Chắc chị nào mà mua được cái con áo này là nhà em biết rồi. Mai Khánh An mà. Ok, mình lên luôn cho em ơi. Nói váy tím à. Váy tím làm sao? Chị hỏi cái gì? C25 dùm em nhá. C25 dùm em là váy áo này. Còn mấy cái em bán tặng các chị luôn. 89.000 mã C25. C25 có màu đen và C25 có màu kem cho anh nhá. Chuẩn hàng Quảng Châu luôn. Đính ngọc cho em này. Với giá là 89.000 mã C25. Chị nào lấy C25 thì mình chốt C25 dùm em nhá. 89.000 đồng này. Sang xịn nhịn đẹp luôn. 55 cân đổ để vô tư áo hoa. C25 và kèm màu cho em nhá. 89.000 xuất sắc. Đẹp cực kỳ luôn.
bác nào lấy C25 màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. C25 màu kem và C25 màu đen. Chị nào lấy C25 màu nào mình chốt cho em màu đấy cho em nhá. 89.000 đồng giùm em. Cái này mình nhớ 55 cân đổ về nhá. Dưới 55 cân đổ về cho em vô tư này. Bác nào thích C25 màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. Tiền các chị 89.000 đã C25. Rồi lên máy này giùm em. Từ 40 cân đổ lên 60 cân đổ về cho em vô tư. Mã số cho em là C26. Ai lấy C26 thì mình chốt C26 giùm em nhá. C26 giùm em này. Bác nào lấy C26 thì mình chốt C26 giùm em. 79.000. Áo em mặc 55 cân vừa, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Chị nào lấy C26 thì mình chốt C26 giùm em nhá. 79.000. Dã man cái dáng này. Trời ơi, cái dáng này nói chung là bầu bí bon cho em được. Cái dáng này mùa hè mặc lên thì siêu mát rồi. Chị nào lấy C28 thì mình chốt C26. Mã này các bác cứ lên đúng mã này chưa là C26 cho em nhá. 79.000. 79.000 đồng thôi. Ui cái màu hoa tím này đang hot lắm luôn đấy. Em thấy màu hoa tím đang cực kỳ hot luôn đấy mọi người. C26 giùm em nhá. 25 em hết hàng rồi. Chuyển sang cho em mã này là C26 này. Bầu bí đều bon trend được. À thế à. Bầu bí đều bon trend được luôn cho em nhá. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ với cho em vô tư. Bác nào lấy C26 thì mình chốt C26 giùm em nhá. Trời đất ơi, với giá siêu rẻ các chị ơi, 79.000 một con váy này dã man. Ai bán cái váy này cho mọi người 79.000 là không có rồi. Không có ai mà bán cái này 79.000 đâu nhá. Này, nhìn cái dáng này. Em ôm được giá sale đấy thì mới có giá này các chị ơi. Dã man chưa? Trời đất ơi, 79.000 béo bụng các thứ đều ok thoải mái. Cực kỳ là đẹp luôn cho em nhá. 79.000 đồng giùm em, mã số là C26. Chị nào lấy C26 mình chốt cho em này. Trời ơi, cái dáng váy của nó đẹp chưa? Mai bên em có gọi điện chốt đơn nhá. Trời quá tay hả chị? Quá tay thì mình kiềm chế lại thôi. C26 giúp em cho em cái mẫu Mickey cọc tay đi chị. Mẫu Mickey á. Đấy màu vàng màu đen. Bác nào lấy C26 đi chốt luôn nhá. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về vô tư đấy. Chị nào lấy C26 thì mình nói là C26 giúp em. 69.000 à quên 79.000. Dã man anh cho anh giơ cái mã này cho chị chốt này. C26. Để em mặc áo lên này. Đừng lôi màu đi. Đâu là bài áo, bài hoa nó 79.000. Hàng thiết kế cao cấp. Xe 26 giùm em nhá. Bác nào lấy C26 thì mình chốt C26 giùm em là có đơn. 79.000 mã C26 này. C26 giùm em là có đơn nhá. 79.000 em ơi con này quá đẹp. Ai lấy C26 thì còn nên là C26 giùm em. C26 giùm em nhá. 79.000. Sang mình và đẹp luôn. Lên áo lên của em đang mặc. Ui à, cái váy này là mã bao nhiêu nhỉ? C22. Áo đấy là C22 cho em nhá. Mã này là C27. Áo lên mông tơ ghi. Đẹp quá các chị ơi. Dã man 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em theo Mickey này. C27 nhá. Tại vì bỏ túi này nó hơi nhăn đấy. Cái này em mới xem. Ô, cái này là kiểu khác hả chị? Chị xem cái màu vàng kia là kiểu gì mà? Có phải là kiểu cổ này không? Màu vàng đấy. Cổ 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 này là cổ khác à? Nhanh lên chị Kim. Đâu thế? Không có một cái. Ừ. Ô, bóc này. Chị xem màu vàng nhiều cổ nào? Nhiều cổ đấy. Nhiều cổ tròn đấy hả? Đây thế mà. Ui, đẹp quá các chị ơi. C27 giùm em nhá, áo này. C27 màu đen và C27 màu vàng. Em chỉ bỏ cái áo này. C27 của em này. Sẽ có màu đen và sẽ có màu vàng cho mọi người. Hà lên mông tơ ghi nhá. 69.000 mã C27, C27 màu vàng, C27 màu đen, 69.000 một cái, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Chất này nó mát hơn chất hôm trước. Với giá là 69.000 giùm em nhé, mã C27 này. Có theo cái hình Mickey ở đây. Ui. Có màu đen và màu vàng cho em nhé, hai màu đẹp nhất. 69.000 một cái mã C27. Chị nào lấy C27 thì mình chốt C27 giùm em nhé, 69.000. Form dáng dễ mặc cực kỳ, 40 cân. Cho hàng lên đi. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư nhá. C27 eo ơi, dã man các chị ơi. 69.000 giùm em, kinh khủng khiếp luôn. Áo này, trời đất ơi. Áo len đẹp như thế này, chất liệu len mông tơ ghi các chị thấy không?
Ê ơi, dã man như thế này mà có 69.000 đồng. Ui rồi. Hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, cho em một cọc đây. Không lẽ các chị lại bảo hàng như thế nào. Len này đảm bảo len mềm, len mịn, len mát. Gọi là mặc lên nó mát rượi rượi đó chị ơi. Mát kinh khủng khiếp luôn cho em nhá. C27 này. Hàng em có luôn này. Có luôn hàng Quảng Châu luôn, pha như thế này luôn cho em nhá. Không phải là hàng may, hàng si hay là hàng kiện gì các chị lại chửi em chết. Nói chung nó đẹp cực kỳ ấy. Gọi là tả kiểu gì được không? Về cái độ xa mà cái độ đẹp của nó khó tả quá. Cực kỳ là khó tả luôn đấy mọi người ạ. 69.000, 65 cân em bao vừa, chất liệu len mông tơ ghi. Thậm chí chị nào 70 cân cho em vẫn mặc vừa. Em nói thật cái dáng này nó quá là đẹp, cái này bỏ thêm đi em. Bỏ thêm cái mã C27 đi, mỗi màu 20 đi. C27 giùm em nhá. 69.000 một con áo đẹp như thế này. Chị nào mà không mua là tiếc, em đảm bảo mọi người luôn hai màu. Màu nào cũng đẹp cho em, 40 cân đổ lên. 60 65 cân đổ về cho em vô tư nhá. Em màu đen này. Hàng chuẩn hàng Quảng Châu như thế này nhá, không phải len sợi đâu, em không bán len sợi rồi. Đây, nhìn giúp em này. Đây các chị ơi, chuẩn hàng Quảng Châu cho em nhá. Một bọc là, một cái đầm như thế này là sẽ có 10 cái. Một bọc như thế này nó sẽ bỏ vào là 10 cái cho em. C27 dùm em, có giá là 69.000. Cổ tin thì em chưa về nhưng em thấy cái cổ này chị em mình mặc như thế này cũng được. Mình mặc khoác áo khoác bên ngoài cho em cũng được. Hay là mình kết hợp với phụ kiện như thế nào cho em cũng rất là ok. Với giá chỉ có 7.000 không? 69.000 nhá. Nhìn cái chất len hộ em này. Trời ơi, em nói thật các chị mặc mấy năm. Mặc mấy năm cho em nhá, nhìn này. Nhìn cho em chất này, ê ôi. Nó mềm các chị không, thấy mềm chưa? Đấy, C27 dùm em 69.000, dã man. Bán mẫu nào là ra mẫu đấy luôn cho em nhá. Dã man là áo em đang mặc đấy. C27 là mẫu áo em đang mặc với giá là 69.000. Một áo từ 40 cân đổ lên, 60, 65, 70 cân đổ về vô tư. Đây, thậm chí là hai người em chui vào vẫn vừa. Đặc biệt các chị không, form nó như thế này cơ mà. Nó là chất len mông tơ ghi nên nó là dòng chất co giãn, nhưng mà em thấy kéo này mặc lên rất là mát. Mặc lên cực kỳ là mát cho em kéo lên ý mất. Cái này ím sọc ở kia kìa. Chị nào lấy C27 mình chốt C27 giùm em nhá. 69.000 một cái, form dáng dễ mặc cực kỳ, bác nào mà nó lên sọc yếm ấy. C27 eo đẹp nhờ. Năm nay em đảm bảo Mickey hot mà. Mickey hot từ mùa hè từ đợt dịch. Từ đợt dịch đến bây giờ nó vẫn hot, và đặc biệt mùa đông nó sẽ là đế chế luôn đấy. Đế chế của Mickey. Nói chung là cái này thì lúc nào nó không hot rồi. Nó hot từ mùa hè thì chắc chắn nó sang mùa đông nó sẽ hot. Này, đẹp chưa nhỉ? Hot trend năm nay chứ không phải hàng cũ năm ngoái nhá mọi người nhá. Không phải hàng cũ năm ngoái đâu. Đây, còn Mickey theo cho em như thế này. Chị nào lấy C27 mình chốt cho em này. Đẹp nhỉ? Eo ơi, cái áo xịn dã man luôn đó chị ơi. Kinh khủng khiếp. Mà chỉ có giá là 69.000 đồng. Quá rẻ. C27 giùm em nhá, 69.000 đồng. Chị em mình từ 40 cân đổ lên này, 60, 65 cân đổ với cho em vô tư. Thậm chí là bác nào 70 cân cho em vẫn mặc ok nhá. Với giá là 69.000 đồng. Mã số cho em là C27. Chị nào lấy C27 mình chốt nhá. Servin các thứ cũng được. Mặc thả buông các thứ đều ok luôn cho em nhá. 69.000. C27 giùm em này, 69k. Bác nào lấy C27 mình chốt. Ok lên áo yếm giùm em. Áo lên mông tơ ghi yếm này. C28. Áo này mình lên luôn cho em là C28 giùm em nhá. 49.000. C28 49.000 đồng. Chị nào lấy C28 thì mình chốt C28 giùm em. 49k. C28 và kèm số điện thoại giùm em. Áo yếm này. Áo yếm này có một màu. Chị nào lấy C28 thì mình chốt C28 giùm em. 49.000 eo với chất lên 60-65 cân thoải mái. Chất lên mông tơ ghi nhá. Vẫn là hàng nguyên cục. Cho chị xem cái này. C28 49.000. Đây, hàng nguyên cục có chữ Trung Quốc luôn cho em này. Không phải hàng si đâu, cái này em không bán từng cái một đâu nhá. Hàng từng cái một, chỉ có lúc nào nhà em còn logo em mới sale. Hoặc đấy là nhiều chỗ nó bán là hàng kiện đấy các chị. Bây giờ mùa đông nó nhiều hàng kiện mà. 49.000 mã C28 nhá. Chị nào lấy C28 thì mình chốt. Ui dồi, mặc cái áo này mình khoác áo khoác ở bên ngoài. Hay mùa hè các chị vẫn mặc được cái này cho em à. Bây giờ kiểu thời tiết thu mình vẫn mặc được cái này ấy. C28 giùm em nhá, 49.000 đồng. Bác nào lấy C28 thì mình chốt C28 giùm em. 49k, xuất sắc. Xuất sắc luôn, áo yếm 49.000. Mã số cho em là C28. Ai lấy 28 thì mình chốt 28 giùm em nhá. 49.000 đồng. Form dáng đẹp ơi là đẹp như này luôn cho em này. 49.000 mã C28. Ai lấy C28 thì mình chốt C28 giùm em nhá. 49k. Form dáng dễ mặc cực kỳ, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Khoác em có mà, em có lên khoác cho mọi người nhưng mà không biết là có đủ thời gian đâu ấy. Em có chơi thì cái mã xem cái mã kia có đúng một mã không? Màu hồng đấy, có đúng là len cánh rơi không? C28 giùm em nhá. 49.000. Ai lấy C28 thì lên đúng mã cho là được. Cứ lên đúng mã cho là có đơn nhá. 49.000 đồng thôi. Vừa rẻ vừa đẹp vừa chất lượng. Form dáng đẹp cực kỳ. C28 49.000. Đây cái này còn 3 cái. Mã số cho em là C29 95.000.
Hàng này đang buôn ngoài chợ là 120. Chị nào lấy xe 29 thì mình chốt xe 29 thôi. Xe 29 giùm em nhá. Bộ 95.000 mà xe 29 thôi. Tay giả bây giờ bán hơi sớm. Lấy tay cọc đi. Xe 29 giùm em 45.000. À quên, 95.000, 55 cân đổ về xe 29. Bác nào lấy xe 29 thì mình chốt nhá. Cái này em còn có 4 cái thôi. Hàng này không về nữa ấy, tại vì nó chưa đợi thì phải đợi hàng rất là lâu. Này, rất đẹp cực kỳ luôn nhá. 95.000 mã xe 29. Chị nào lấy xe 29 thì mình chốt cho em nhá. 55-56 cân đổ về cho em vô tư mã này. Bác nào lấy xe 29 thì mình gọi là xe 29 giùm em 95.000. Dior đẹp lắm luôn ấy. Cái màu nó rất là sang. Cái màu này là sang lắm các bác. Bác nào lấy xe 29 thì mình chốt xe 29 giùm em nhá. 95.000 đồng thôi. Form dáng cực kỳ là đẹp luôn, dáng dễ mặc. Dáng này thì dáng là dễ mặc cực kỳ luôn ấy. Chị nào lấy xe 29 thì mình chốt xe 29 giùm em nhá. 95.000. Đây lên máy tím này. Máy này mình lên luôn, cho em máy là xe 30. 60 cân đổi cho em mô tư nhá, mã xe 30. Ai lấy xe 30 thì mình chốt xe 30 giùm em. Với giá tặng các chị luôn nhá, xe 30. Xe 30 giùm em 79.000, 60 cân đổ về này. Chị nào lấy xe 30 thì mình chốt xe 30 giùm em nhá, 79k. Dáng dễ mặc cực kỳ luôn này. 60-65 cân đổ về cho em mô tư nhá, mã xe 30. 79.000. Ai lấy xe 30 thì mình chốt xe 30 giùm em nhá, 79k. Dáng mặc đẹp lắm, cái dáng này mặc lên thì quá là siêu mà. Rất là xinh. Xe 30 giùm em nhá, 79.000 thôi. Đẹp lắm. Em mua được giá sale ấy, chứ giá thị trường vẫn là hàng này, vẫn đang mua là hàng 10. Hàng 10, hàng 11 làm gì có đâu. Mà bây giờ bán tặng các chị có 79.000 con váy này. Đã xe 20, à xe 30. 40 cân đổ lên. 60-65 cân đổ với cho em vô tư mã váy này nhá. Nói chung cái váy này thì dáng nào đều mặc ok. Từ form như thế nào ấy chị đều mặc ok cái mã này luôn thế đấy. Với giá chỉ có là 79.000 mã này nhá, xe 30. Ai lấy xe 30 thì mình chốt xe 30 giùm em, 79.000. Mình cứ từ 40 cân đổ lên này, 60, thậm chí là 65 cân đổ với cho em vô tư nhá. Em xin cái nút xe 30 giùm em này. Dập ly như thế này hết cho mọi người luôn. Có dập ly các thứ này. Bác nào lấy xe 30 bình là xe 30 giùm em nhá. Xe 30 giùm em là có đơn nhá. Tặng luôn các chị luôn cho em với giá là 79.000 mã xe 30 này. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Cái này em có 20 con thôi. Nên bác nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh nhá. Có 20 con. Nên ai lấy nhanh thì mình chốt nhanh luôn nhá. Đây mà áo sọc này. Áo sọc này em đóng cho khách rất là nhiều. Có thiếu màu xanh nữa. Áo sọc này mình lên luôn cho em là xe 31 giùm em. Hôm nay chưa thấy ai vừa được chốt đơn chị New Fan chị này. Xe 31 giùm em, đưa chị mấy góc kiểu kia. Lấy cái ghế bỏ lên cho chị nhá. Xe 31 giùm em có màu đỏ này, xe 31 màu vàng, xe 31 màu nâu và xe 31 màu xanh. 69.000 một cái, 132 cái. Đây mấy góc kiểu mà em lôi ra mẫu đâu. Chị nào lấy xe 31 màu nào mình chốt cho em màu đấy cho em nhá. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư mã xe 31 này. Chất liệu đen bông tơ ghim. Em bán áo này cũng rất là nhiều, em bán đóng cho khách rất là nhiều luôn con áo này cho em này. Với giá là 69.000 một cái, 132 cái cho em nhá. Chất len của nó là len bông tơ ghi cho em. Len này thì gọi là mặc không bao giờ gọi là chán anh như thế nào ấy. Từ đến lâu lâu. Cũng như những cái mẫu kia để mình ra đây xem. Cái này hôm qua mới bán. Xe 31 giùm em nhá. Xe 31 màu sọc đỏ này. Xe 31 màu sọc vàng. Xe 31 màu sọc nâu. Xe 31 màu sọc xanh cho em. 69.000 một cái, 132 cái nhá, mã xe 31. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về vô tư. Ai lấy xe 31 màu nào mình chốt xe 31 màu đấy cho em là có đơn nhá. Với giá là 69.000 đồng mã xe 31. Nói chung màu nào mặc lên rất là xinh đấy chị ạ. Màu nào mặc lên cũng siêu xinh và siêu đẹp luôn cho em. Đỏ này, xe 31 đỏ nhá. Xe 31 vàng này, xe 31 nâu này, xe 31 xanh cho em. Nói chung là màu nào lên dáng rất là xinh. Rất là xinh và rất là đẹp luôn cho em nhá. Từ 40 cân đổ lên, chị em mình có dưới là 60 cân, 65 cân đổ với cho em vô tư thoải mái ấy, tại vì nó là len bông tơ ghi này. Các chị gọi là len thì nó phải co giãn đúng không? Co giãn rất là tốt, thậm chí là 70 cân các chị vẫn mặc vừa. Nói chung dáng này mặc lên thì siêu đẹp luôn cho em nhá. Với giá là 69.000 mã xe 31. Chị nào lấy xe 31 thì mình chốt xe 31 giùm em nhá, 79k. Chốt sắc chưa? À 69.000. Màu nào cũng đẹp các chị ạ. Xanh này, nâu này, vàng này. Đấy, và màu đỏ cho em nhá. Mã số là C31, kinh khủng chưa?
69.000 một cái, một con áo len bông tơ ghi này. Em màu kẻ thì nó mặc cũng quá là trẻ trung, cực kỳ là trẻ trung và năng động ấy chị ạ. Mà chỉ có giá là 69.000, kinh khủng chưa? C31 màu xanh em nhá, C31 màu nâu, C31 màu vàng, C31 màu đỏ cho em là có đơn nhá. Tặng luôn cho các chị với giá là 69.000 đồng một con áo như thế này. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ với trem mơ tư. Bác nào thích màu nào thì mình chốt trem màu đấy cho em nhá. Đỏ này, vàng này, màu này là màu nâu, màu này là màu xanh em. Nói chung màu nào cũng xinh đấy chị ạ. Nên mua lấy cái, nên mua lấy cái về dùng với chị ơi. Màu nào mặc lên dáng cũng siêu đẹp, siêu đẹp, siêu xinh như thế này luôn cho em nhá. Mã C31. Ai lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy cho em nhá. Đỏ, nói chung nó có nhiều màu, có 4 màu như thế này. Mình thích màu nào thì mình chốt cho em màu đấy cho em nhá. 69.000 dùm em nhá. C31 69.000. Ai lấy C31 thì mình chốt C31 dùm em nhá. Cái này thôi lần sau không lấy màu tím. Áo này còn mỗi màu tím. Áo này có màu tím này, màu tím, màu xanh, còn hai màu. Em còn màu tím và còn màu xanh nhá. Đưa màu tím này chị cho em. Nào, có màu tím và màu xanh nha em này. Mã số trên là C32. Đưa với màu tím chị ơi. Cái này còn mấy cái mà tặng nốt cho mọi người nhá. Đây, em lấy cái từ bông kính em bỏ cái phi vào. C32 em còn mỗi màu, mỗi màu tím ấy, tặng luôn cho các chị luôn cho em áo này này, 79.000 C32 nhá. Không hiểu sao nhưng mà lại còn mỗi màu tím, màu xanh thì còn ít. C32 dùm em 79.000. Nhanh tay thì đổi chậm tay là hết, 54 cân đổ với cho em nhá, mã C32. Còn duy nhất màu tím thôi, khẩn trương các chị ơi. 79.000 mã C32. Ai lấy C32 thì mình chốt C32 dùm em nhá, 79.000. Em đi thử áo bò này cho mọi người này. Áo bò này nó mặc hơi, nó hơi cầu kỳ một tí đó. C32 dùm em nhá, 79.000. Ai lấy 32 thì mình chốt 32 dùm em. Áo bò này hàng đắt hơn một chút xíu. Hàng này từ 40 cân đổ lên này, 60-65 cân đổ với cho em áo này nhá, 149.000. Mã C33 có màu bò đậm và màu bò nhạt. Chị nào lấy C33 thì mình chốt C33 cho em nhá. Ui áo này xinh đấy. C33 và kèm số điện thoại dùm em. 65 cân đổ với vô tư nhá. Bác nào lấy C33 thì mình chốt cho em có bò đậm và bò nhạt. C33 có bò đậm và có bò nhạt cho em nhá. 149.000, hàng cao cấp. Hàng này hàng đắt cho em, không bán hàng phong bé đâu. Phong bé bây giờ ít chị mặc được lắm. Đây, C33 dùm em. Để em xem mẫu mặc nó, mẫu mặc cái này là mặc cái dây này nó nguồn cái gì. Cái điện thoại em đâu. C33 dùm em nhá. Có màu xanh đậm và màu xanh nhạt, với giá là 149.000. Chị nào lấy C33 thì mình chốt em này. Mấy cái này nó sẽ bắt lên như thế nào. Cái này 79 thôi. À, đây, cái này nữa. Có một cái đai ở đây đúng không? Em sẽ giúp em xem có một cái đai ở đây đúng không? À, đây đây đây. Móc rồi này. Đây, cột đi. Ôi xinh thế nhở. C33 dùm em. Ui sáng mang các chị ơi, 149. Ê ôi cái chất bò kinh khủng khiếp luôn. C33 dùm em này, 65 cân đổ về cho em. Ui kiểu cách các chị ơi, dã man. Màu xanh đậm và màu xanh nhạt cho em. Ui cái màu bò này em phải để ngay một cái này em mặc rồi, không vấn đề gì. Em phải để ngay một cái này em mặc ngay vừa luôn. Em thích mặc áo bò lắm, không hiểu vì sao kiểu màu áo bò. Ui
dã man, thậm chí chị nào 65 cân cho em vẫn mặc ok nhá. Ôi dồi ôi, quất ngay, quất ngay. Mà nó là khuy bấm cho em nữa, không phải khuy khuy bình thường đâu, khuy bấm này. Khuy bấm giấu cho các chị như thế này. Ôi, mặc với quần short này đẹp nhờ. Có màu xanh đậm và màu xanh nhạt cho em này. Ai lấy màu xanh nào thì mình chốt xanh đấy cho em nhá. Với giá là 149.000. Hàng đẹp các chị ơi, ôi dồi ôi, hàng này dã man, hàng Quảng Châu cao cấp luôn, dã man cái hàng này, kinh khủng. Kinh khủng khiếp luôn cái áo, 149.000 mã C33. Chị nào lấy C33 màu nào cho em nhé, chuẩn hàng Quảng Châu cao cấp cho các chị nhìn giúp em cái mác này. Cái mã mác của nó là CBS này, nhìn giúp em cái tang mác cho em nhé. Đây, dây này mình tương tự mình bắt ở đây luôn cho em. Sẽ có màu xanh đậm và màu xanh nhạt. 149.000 em phải để lại ngay cái màu này em mặc rồi. Em ơi nhìn nó sang nhỉ. Trời, nó không đơn giản là một con áo bò bình thường mà nó là kiểu cách này. Nó phối như thế này cho em, mình thích như thế nào là tùy mình. Chị em mình có thể tháo như thế này cho em nhá. Đây, thắt dây này nếu mà dài quá ấy, mình dài quá mình cắt ngắn bớt đi. Anh ơi cắt ngắn bớt cái này cho em đi. Tại vì nó biết vì sao các chị làm dài không. Tại vì đây mọi người còn thắt đai nữa cho em được cơ mà. Em để lại con này em mặc, đẹp nhỉ. Lâu lâu mặc cái này nó kiểu cách nó hơi lạ lạ đời một tí á chị. Kiểu nó hơi hơi lạ một chút xíu ấy. Cầm đến đây, cắt ngắn đoạn này đi. Rồi, xe 33 dùm em là được. Xẻ tà này, 40 cân đổ lên, 65 cân đổ với cho em đôi thôi nhé. Mã xe 33, chị nào lấy xe 33 thì mình chốt xe 33 dùm em là có đơn. Với giá là 149.000. Xe 33 dùm em nhá. Áo này phải gọi là hàng đẹp, sơ vi cũng đồng mà thả buông cũng đồng luôn ấy. Ai lấy C33 thì mình chốt C33 dùm em. Cái này còn mấy cái à chị? Tặng nốt đi. Cái này có mẫu ở trên không chị? Đấy, còn mấy cái mẫu tặng nốt kéo này không các chị đi. Cái này em tặng nốt nhá. Còn mấy cái, tặng nốt cái mẫu này cho mọi người này. Mẫu này còn ít thôi, cái mẫu này lừa dừa tặng nốt. Nào các chị ơi, lên mã này cho em nhá. Hôm nay bán tặng các chị luôn áo này đi. C34 dùm em nhá, tặng nốt này, 45.000. C34 không cần móc cho chị, cái này móc bỏ móc nó trơn nhá. C34 dùm em nhá, 45.000 đồng này, dã man. 54 cân đổ về cho em nhá. Mã C34 45.000. C34 màu hồng. Trễ vai hay không trễ vai là tùy mình nhá. C34 màu hồng này. C34 màu vàng. C34 màu đen. 45.000 đồng cho em nhá. Hàng Quảng Châu luôn. Cái này chị em mình có dưới là 54 cân đổ về cho em. Trễ vai cũng được, mình không thích mặc trễ vai cho em cũng được. Với giá tặng các chị luôn 45.000 đồng. Chị nào lấy C34 thì mình chốt C34 dùm em nhá. 45.000 mã C34 này. Trời ơi, 54 cân đổ về, nếu mà chị nào mà không thích mặc trễ vai các thứ cho em cũng được. C34 màu hồng, C34 màu vàng, C34 màu đen cho em, chất mềm. Chất mềm cực kỳ là mềm luôn cho em nhá, mã C34. Chị nào lấy C34 thì mình chốt C34 dùm em này. Thôi còn mấy cái phiến phiến tặng các chị nốt đi nhá. Tặng luôn cho các chị mã này luôn cho em, mã C34 39.000 đi. Còn mấy cái em bán tặng các chị nốt 39.000, không 45.000 nữa. 39.000 thôi. C34 dùm em nhá, rẻ quá ấy. C34 dùm em tặng ớt các chị 39.000, ok chưa? C34 màu hồng, C34 màu vàng, C34 màu đen. Em nói thật, mẫu này các chị mặc với quần short thì thôi rồi đẹp. Mặc với quần short thì quá là xinh luôn, mã này luôn cho em. 39.000 đồng dùm em nhá. Em ơi, cái con này mà bán như thế này mà có sập nhà các chị ơi. Mã số trên là C34. Ngay và luôn cho em còn ít lắm. Chị nào mà lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em nhá. Em ơi, ngất ngây luôn các chị ơi, dã man. Với giá là 39.000. Ôi dồi, ai bán cái này 39.000 cho các chị bao giờ? Không có đâu. Không có luôn nhá mọi người ơi. Giá này em đã sale hết sức rồi. Ok, hết hàng luôn em này. Con này em còn mấy cái này. Con này em cũng bán tặng các chị luôn nhá. Con áo này em bán tặng các chị luôn. C35 dùm em này. Bán tặng các chị nốt 49.000. Sale hết đi. Có màu vàng và màu hồng. Hai. Có size S nhá. Cái này có mỗi size S dưới 51 cân. C35 dùm em nhá. Áo em mặc là C33 đấy. Đấy, có hai màu. Mã này bị lên luôn cho em, mã này là C35. C35 dùm em nhá, 49.000. Có màu hồng và màu vàng. Chị nào lấy C35 thì mình chốt C35 dùm em, 49.000. 51 cân đổ về nhá. Đây, eo ơi dã man. C35 dùm em. À quên, cái này phải lên không? Đúng không em nhỉ? Chị đọc mã này, cái mã này là C35 đúng không gái? Đúng không? C35 này, 49.000 này. C35 nhá, 49k. Chị nào lấy C35 thì mình chốt C35 dùm em. Ê, áo này em thích mặc này. Con áo bò này xinh lắm, em phải để lại một cái này em mặc. C35 dùm em nhá. Em đây cho các chị một mã quần bò. Em ơi, quần này em thích lắm luôn ấy. Quần bò này ngày mai em sẽ mặc. Em ơi, áo này xinh nhờ. Cái con áo bò này xinh.
Rồi mã này mình lên luôn cho em quần bò này là C36 nha. C36 dùng vui. Em nhìn là em kết ngay cái quần bò này luôn. C36 dùng em SML. Em ơi đảm bảo các chị mặc cái quần bò này mê. Mê thật sự cái quần bò này luôn cho em á. C36 dùm em nhá, sẽ có size S, size M và size L. Size to nhất chị em mình cứ 55 cân đổ về này. Ê ơi cái màu ở ngoài nó đẹp lắm các chị ơi, dáng quần ôm này. Dã man, cặp cao, mặc cho một kéo crop top cũng đẹp, một kéo sơ mi hay là một con áo len, nói chung là nó đều đẹp cái mã này luôn cho em. Em nhìn một phát là em biết ngay nó form có đẹp hay không, mặc lên có đẹp hay không. Tại vì sành sỏi bán quần bò quá nhiều bao nhiêu năm. Từ bao nhiêu năm bán ở cửa hàng rồi bao nhiêu năm bán hàng ở trên mạng cho các chị cái quần bò này. Em là bảo cái quần bò này mọi người sẽ mê nhá. Quần bò này là dáng ôm. Dáng ôm thì sẽ thích hợp vào chị em mình mặc kiểu thu thu ấy. Vào mùa thu với mùa đông chị em mình mặc hay mặc dáng ôm. Tại vì mình mặc với cả áo len nữa. 51 cân vào trên size S thôi. Tại vì chất quần bò này co giãn cho em nhá. Em ơi các chị ơi 149.000 mã C37. Chị nào lấy C36 chứ. Bác nào lấy C36 thì mình chốt C36 giùm em nhá. 149.000. Có S, có M và có L. C36 giùm em 149. Đảm bảo với quần bò này mọi người yên tâm là nhận hàng chỉ có mê thôi, hàng công ty này. Em không cần nói đúng không? Chắc cái mã này các chị mua hàng rồi thì mình đã biết rồi ấy, hàng của công ty luôn mà. Cái này là công ty thời trang Việt luôn. Chị nào mà hôm trước mua cái quần bò này là biết. Em lấy rất là nhiều, em chưa cần mặc đâu, em chỉ cần dơ lên thôi. Chưa cần mặc nha các chị ơi, dư đừng nói là mặc. Mặc lên thì chị em mình phải tranh nhau mua rồi. Em ơi dã man cái quần này. Cái màu nó cũng đẹp, cái chất ở ngoài nó càng đẹp hơn. Yên tâm cái chất này đẹp cho em nhá. C30 6 dùm em, SML. Nhiều lắm, em cứ bỏ ra nhiều em. Cái gì này có 10 gì em cứ bỏ hết ra cho các chị chốt. C36 dùm em nhá. 149 em. Đẹp lắm luôn ấy. Nhiều lắm, cái quần này em lấy rất là nhiều nên các chị cứ chốt thoải mái. 149.000 cái quần. Đẹp, đẹp nhá. Em mê lắm, em mê quần bò cực kỳ luôn á, không hiểu sao nhưng em rất là mê. Em mê cực bò, quần bò, em thích bán quần bò. Không ngố em không bán nữa. Ngố bây giờ chị biết không, ngố hôm trước em sale, bây giờ em sale với chị, ngố hôm trước bán có 69.000 một cái quần bò. Áo em mặc có bán, áo em mặc là C33 nhá. Bán em đi lên luôn cho em là C36 giùm em, xuất sắc luôn. C36 giùm em là có đơn, ui dồi cái dáng này. Em nói thật với các bác chứ, đẹp quá luôn ấy. Đẹp rụng rời con tim luôn ấy, trời ơi. C36 dùm em SML cho em nhá. Trời dáng này đẹp. Dáng này em đảm bảo ra những cái shop nào mà béo nhất 180. Shop ở Hà Nội thì chắc chắn shop nào đều là 180.000. Nếu mà chị nào ở Hà Nội mình có mua cái quần bò này là mình biết. Áo em mặc 149 mã C33 nhá. Áo em mặc là 149 mã C33. Chị nào em mặc bình thường là C33. Áo em mặc là C33 đấy. Size S dùm em này. Size S chị em mình dưới 51 cân nhá. Size M chị em mình cứ dưới 53 cân cho em. Và size L cho em mình dưới 55 cân cho em. 1m45, 41 cân vừa nha em. Mặc cho chị size S. Tại vì cái chất quần này là chất quần co giãn, chứ không phải là chất quần baggy. Cái chất quần này kiểu nó co giãn theo cái kiểu form người của mình. Đây là yên tâm cho em này. Co giãn không đồng nghĩa với việc của nó là nó bị nhão hay là như thế nào ấy. Nếu mà chị nào mà đã từng mua áo này nha là mình biết rồi đúng không? Mua quần bò này là mình biết rồi này. Không bao giờ có chuyện nó nhăn hay là nó nhầu hay là như thế nào hết. Form dáng của nó mặc lên thì siêu đẹp luôn. Với giá là 139.000, à 149.000 giùm em nhá. Em có màu đen đấy, tí nữa em có lên màu đen cho mọi người. Xinh nhở. Em thấy cái quần này nó rất là đẹp. Hôm nay em chỉ về có rất là ít mã thôi, nhưng mà mã nào đẹp mã đấy. Không lên nhiều mã đâu. Chỉ tầm 2-3 mã, sau đấy em sẽ lên cho mọi người một cái mã quần bò màu đen. Nó không phải là đen đâu, nó là đen khói. Màu rất là lạ luôn, em thấy cái màu này tây tây. Nó giống như quần thổ ấy. Chị nào lấy size 36 thì mình chốt size 36 giùm em nhá. Sẽ có size S, size M và size L. Dáng mặc lên thì ngon luôn. Dáng này mặc lên chuẩn luôn. Đẹp luôn, đẹp như tranh vẽ luôn cho em này. Không cần mặc đâu, yên tâm cho em. Dáng mặc đẹp, nhà này là chuẩn hàng đẹp đấy. Hàng công ty các chị biết không, cả một cái gọi là em làm việc được đấy. Tại vì là cái này nói chung là cái này thì các chị yên tâm là cũng không ai bán nhiều đâu. Riêng cái dòng này thì ít khi người ta bán ở trên mạng nhiều. Hoặc không thì người ta bán rất là đắt. Tại vì cái này em làm việc trực tiếp được với họ nên giá nó rẻ hơn, và họ chỉ bảo là chỉ bán cho mình em để bán ở trên mạng thôi. Còn nếu mà trường hợp người ta mua trên mạng thì chắc là người ta mua ở ngoài chợ ấy, kiểu là mua giao lại thì mới có giá, nhưng mà chắc chắn sẽ cao hơn, không bao giờ có giá rẻ như em bán cho mọi người đâu. 50 cân mặc cho em là size S. Nào lấy quần thổ size to mai nhá chị ơi. Mai em bảo là kiểu cái màu ấy cho nó ná. Quần thổ thì đầy nhưng mà quần thổ đắt lắm.
Em thấy quần thổ người ta buôn dã man toàn 108. Không biết người ta buôn kiểu gì nhưng mà đắt lắm. Quần bò ấy, quần bò thổ hay là bộ thổ này, hay là bộ bò thêu kiểu bộ thổ ấy, nó rất là đắt ý. Thật luôn, cái quần bò em sợ không, không lấy về có bán được không ấy, tại vì nó đắt quá. Cái quần bò thổ ấy chị biết rồi đúng không? Ở ngoài shop bao nhiêu trăm đấy, 400-500 đấy. 60 cân không có quần bò vừa đâu. Chị xem cái mã này nó lẻ như cái size nào. Đây áo này còn một ít này, tặng nốt cho các chị luôn đi. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là C37 nhá. Còn một ít em tặng nốt cho các chị luôn. Áo này chị em mình dưới 47 cân đổ về thôi, 47 cân đổ về cho em áo này nhá. Mã số trên là C37. Em bán tặng các chị áo này luôn này. Còn mấy cái bán tặng nốt 39.000, C37 dùm em nhanh tay. C37 39.000 nhá. Xả kho nốt cho mọi người đi. C37 dùm em 47 cân đổ về nhá. 40 cân đổ lên, 47 cân đổ về có quần bò đen đấy. C37 dùm em có màu hồng. C37 màu ruốc. Tặng luôn cho các chị 39.000 thôi, rẻ hơn một cái áo phông rồi. Em nói thật nó rẻ quá luôn đấy, nó quá là rẻ rồi. Rẻ hơn là một cái cả một cái áo phông luôn mọi người ấy. C37 màu hồng, C37 màu ruốc. Tặng nữa cho các chị 39.000 nha. 47 cân đổ về cho em vô tư. Ai lấy C37 mình chốt C37 giùm em nhá. 41 cân mà size S cho em nhá chị. Bác nào lấy C37 màu nào chốt ngay vừa luôn cho em khẩn trương á chị ơi. Nhanh tay thì được, chậm tay là hết nhá. Chậm tay là không có quà đâu. Các bác chậm tay là không có quà đâu các chị ơi. Hai màu cho em, màu hồng và màu ruốc. Bộ thổ mặc đẹp mà, em biết bộ thổ mặc được đẹp mà. Bò thổ đẹp nhưng mà nó cao ấy, nó đắt tiền ấy. Nó đắt tiền nên là em chưa dám lấy, chứ ở đây nhiều mà, người ta bán tràn lan ấy. Không, tùy từng nhà thôi, cái đấy bộ đấy đánh hàng nó rất là cực ấy. Kiểu nó cũng cực phết nên là, tại vì đợt này là hàng của em đã về được đâu. Hai lần lấy hàng em chưa được về. Đúng cái lần em lấy hàng thì hàng nó tắc biên, nhưng bây giờ ngại lấy hàng Trung Quốc lắm các chị ơi. Tắc biên hàng có về được đâu mà lấy. Nhưng mà chỉ lấy lại ở chợ thôi. Nhưng mà em chắc chắn lấy sẽ được rẻ hơn người ta bán shop. Cái đấy là được chắc chắn. Em chắc chắn cái điều đấy luôn đâu bác. Nhưng mà sợ giá cao quá ấy. Các chị lại bảo em bán cao. Tại vì bộ thổ, bò thổ hay là cái gì có thổ là nó đắt tiền lắm. C37 dùm em hết hàng luôn chị này. Ở trên kệ còn không? Em lôi ra. Rồi, sang em mã này quần bò luôn cho em nhá. Không chị ơi, quần sóc em không lên nữa. Quần sóc em có lên lúc chiều rồi. Rồi, mã này mình lên luôn cho em, mã này là C38. Áo này ở trên kệ còn nhiều đúng không chị? C38 dùm em này. C38 dùm em là quần bò này nhá. Đây, cái màu của nó rất là tây. Màu đen này là đẹp nhất rồi, em chọn cho các chị màu đẹp nhất rồi. Sunline cũng được. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là C38 dùm em nhá. Bò nhưng mà không bao giờ bị ra màu. Yên tâm, quần bò nha em, không bao giờ bị da màu đâu. Da màu cứ quay trả lại đen cho em nhé. Không cần bỏ tủ lạnh nhé mọi người. Nhiều chị lại có nhu cầu là bỏ tủ lạnh. Ngày xưa ấy, đi học hay bỏ tủ lạnh cho nó quần mặc cho nó đỡ bị phai đúng không? Đúng không? Ừ, còn bỏ tủ lạnh hoặc cái gì ướp muối. C38 dùm em là quần bò này nhá. 149.000 mã C38. Quần bò đẹp SML cho em, form tân nhất chị mình dưới 55 cân đổi về cho em quần bò này. Nó xương nhẹ nhẹ thôi, chị em mình đi làm, đi học, đi chơi các thứ đều ok này. Sunline cũng được nhá, cái gấu này là gấu như này. Chị nào lấy C38 thì mình chốt cho em SML. Màu đen thì em có mỗi mẫu này thôi. Màu đen thì em có mỗi mẫu này thôi nhá mọi người. C38 dùm em. C38 dùm em nhá. Ai lấy C38 thì mình chốt C38 dùm em, với giá là 149.000. Trời đất ơi, nó đẹp. Cái màu nó lạ lạ đấy, cái màu đen là màu đẹp nhất rồi. Màu đen này em thấy là màu đẹp nhất, màu sang nhất, màu tây nhất thôi. Em bảo trên kệ còn nhiều không thôi chứ chị đem hết ở đây làm chị. Nhiều màu thôi, bán hai màu thôi. Để lấy cái mẫu khác chị. Quần nhà mình còn cái loại gì nhỉ? C38 gái ơi, C38 em. C38 dùm em nhá, 149. Chất đẹp, form đẹp. Bác nào lấy C38 thì chốt ngay. Quá đẹp và quá xịn sò cho các chị của em luôn. Lấy cho em ít bộ nhá chị Tim. Chị nào lấy C38 thì mình chốt khẩn trương nhá, mang nhiều mã quá ăn chưa lên. Ai lấy C38 thì mình chốt C38 cho em, dáng đẹp. Dáng này thì quá là đẹp luôn đó chị ơi. Dáng mặc lên đẹp luôn. 1m65 mặc không bị ngắn lắm đâu chị. 1m65 thì mặc em đang còn dài này. Em 1m5 mấy đang còn dài lướt thướt. Cái này là dáng dài mà. Áo sơ mi em mặc là C33 nhá, 149. Có màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Đây, hai màu. Còn các chị cứ lên cho mẹ là C38. C38 dùm em nhá, có mấy gì bó nốt nha. C38 dùm em nhá. Với giá là 149 này. Bác nào lên C38 thì mình chốt C38 dùm em 149.000. Dáng đẹp, ngon lành cành đào luôn. Giá này thì xuất sắc luôn. C38 149. Ai lấy C38 thì mình chốt C38 dùm em 149 này. Xuất quần nhà bà chế luôn nha các chị ơi. Quần này là, dáng này là dáng boy đấy.
Nói chung là chị nào cái này là dáng boy, chị nào mà mình cứ lấy size khác kiểu đi ngay cái là nó ra dáng boy hay dáng ôm liền mà. C30 không? Máy hoa em lên rồi. Máy hoa có lên được cho mọi người rồi mà. Ok. C39 giùm em. Mã này là C39 nhá. Bộ này là hết sạch rồi đây. Tự nhìn đó là có ai bom về khổ thân em. C39 đi, 39 nghìn một bộ đi. C39 nhá, áo em mặc form to lắm đấy, 65-70 cân còn vừa ấy. Xả lẻ sai đi em, lẻ sai bây giờ còn đâu mà xả chị. Bây giờ toàn nguyên cùng à. C39 giùm em nhá. C39 màu đen này, màu đỏ này, màu kem. 39 nghìn một bộ mã C39 đi, ngay tay vào luôn cho em nhá. Áo trắng đằng sau ý, ok có lên. Em, cột nhiều lên. Chị tìm được cái mã màu đen cột nhiều lên, không ai lại đi tìm. C39 giùm em nhá, 39 nghìn một bộ. 60 cân đổ về cho em vô tư nhá. Bác nào lấy C39 thì mình chốt rồi em. Đỏ này, đỏ này, kem này, đen này. Mã số là C39. 39 nghìn một bộ giùm em, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Bác nào lấy C39 thì mình chốt C39 giùm em nhá. 39 nghìn đồng, xuất sắc luôn. Lấy màu nào thì chốt ngay, chốt ngay và chốt lẹ tay luôn cho em đi. 39 nghìn, trời đất ơi, dã man. Cái này là em bị bom về đó. Không biết ai lấy mà không lấy. C39 giùm em nhá. Nên áo này cũng mới ra. Áo này sẽ có size S và size M. Size S dưới 55 và size M dưới 60 cân, 60-65 cân cho em. Mã C40, 99 nghìn. Hai size S và size M nhá. Chị nào lấy C40 thì mình chốt C40 giùm em. Size to nhất chị em mình dưới 65 cân đổ với cho em này. Ai lấy C40 thì mình chốt C40 giùm em nhá. Trời ơi, với giá là 99 nghìn mã C40. Bác nào lấy C40 thì mình comment là C40 giùm em nhá. 99 nghìn. Hai size S và size M. Có S và có M cho em nhá, mã C40. Chị nào lấy C40 thì mình chốt C40 giùm em nhá. 99 nghìn này. Từ 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ với cho em vô tư nhá. Quần vải em hết hàng rồi. C40 giùm em là được. Size S và size M nhá mọi người. S và M giùm em. Tặng luôn cho các chị luôn với giá là 99 nghìn. Áo này mới về. Áo này mới ra đấy, hot trend. Áo này có nhà bảo buôn trăm mốt, dã man. Kinh khủng khiếp. C40 giùm em nhá. C40 giùm em, C39 em hết hàng rồi. C39 em hết hàng rồi nhá. Em không phải ở Đà Nẵng ạ, em ở Hà Nội. Hà Nội ở Bắc Ninh nhà em là ở khu vực lân cận. Các chị thích ở đâu? Một là Bắc Ninh hay là Hà Nội cũng được. C40 giùm em này. Chị nào lấy C40 thì mình chốt cho em nhá, C39 hết hàng rồi. Size cho em hay là C40 nhá. Hai size S và size M cho em, 40 cân đổ lên. Móc cái này đi, mai. Bác nào lấy C40 thì mình chốt C40 giùm em cho mai. Vừa lên đúng mã này chưa là C40 giúp em là được nhá. Hai size S và size M 99 nghìn. Nhìn nó đơn giản như thế này thôi nhưng mà quá là xinh ấy. Hai size S và size M xuất sắc, 99 nghìn đồng, form to nhá. Form nó rất là to luôn cho em này. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về. Ai lấy C40 thì mình chốt C40 giùm em nhá. Có hai size S và size M đấy. C40, 9 chấm ngần 99 nghìn mã C40, bộ này còn không? Có bẩn lắm. Ơ áo này lấy cho em mẫu đi. Thùy ở xem trên kệ còn áo. Áo nào chị? Áo em mặc là C33 nhá. 449. Thì xem ở trên kệ còn mẫu kiểu nào còn ít em vào đây cho chị nốt đi. Cái này dài tay không biết bây giờ các chị đã mua chưa. Hầm nữa. Áo này dài tay các chị đã thích mua chưa? Áo này mình lên luôn cho em mã này. Áo em mặc 149, có màu đậm và màu nhạt. Áo này các chị lên luôn cho em mã này là C42 đúng không chị? C41 cho em nhá. C41 59 nghìn này. C41 màu đỏ. C41 màu xanh. Có váy một màu. Không, toàn váy hoa. Toàn váy hoa đấy chị ạ. Lên cổ lọ chớ, bây giờ bán lên cổ lọ rồi à. Em bán lên dài tay thôi mà em là ngán hết cả người ấy. Tại vì các chị không thích mua lắm.
Bây giờ đã lạnh đâu. Thế em lên lên cọc đi. Lên dài tay em mềm rất là nhiều, thôi để lên lên cọc vậy. Bây giờ dài tay mọi người còn đang còn chưa ứng mua chắc cổ lõa cho em bằng. Xe 41 dùm em nhá, 59.000. Xe 41 màu đỏ, xe 41 màu xanh. Form cân nặng chị em mình dưới bao nhiêu cân? Cái này chị em mình có dưới là 53 cân đổ về cho em nhá. Xe 41 sợ các chị chưa mua rồi. Xe 41 dùm em nhá. Đấy sợ tay dài mọi người chưa mua đây này, tay dài ốc kiểu còn chưa mua. Nói gì thì nó lên cổ lõa. Xe 41 dùm em. À đấy xe 41 thì mình cho xe 41 cho em nhá. Em biết mẫu đó mặc dễ thương nhưng mà nó nóng quá. Em lười lên đấy. Cũng chưa có về hàng đâu. Sau được tắt pin này mới có. Lên rồi. Ok chị à. Cho chị Hương Giang. Em ơi còn màu xanh không? Cái mã xe 41 này còn màu xanh không em? Cho chị Hương Giang 10 cái màu xanh đi. Xanh hết rồi chị ơi. Xe mã này Balenciaga này là bao nhiêu? Balenciaga thôi, mọi người chốt con Balenciaga này được rồi luôn ấy. Mai đi lấy quần tập gym cho chị với nha. Lại ơi, chờ mua nhà em thôi. Trời ơi. Đồ tập á? À, đồ tập á. Tại vì hôm nay em cũng muốn đi tìm hàng. Nhưng mà hôm nay em say nắng, trời ơi. Em live xong em nghỉ một tí rồi. Em đi ra ngoài đường, trời nó nắng gọi là đeo kính râm nhá, đeo kính mát rồi. Mà nắng nó còn kiểu như là xuyên thấu vào mặt mình luôn ấy, dã man. Chưa bao giờ mà đi lấy hàng như hôm nay, nó nắng ơi là nắng. Nắng kinh khủng khiếp. Xe 8 hả anh? Xe 8 của em là Balenciaga này nhá, 79.000 thôi. Eo nó vừa phải, độ dày vừa phải, độ thông thoáng các thứ rất ok. Chị Hương Giang ơi, cái đấy em còn màu đỏ, chị có lấy không? Màu đỏ, màu cam với màu trắng. Còn mấy cái lấy nốt không em tính rẻ cho. Đồ tầm 30 cái, đủ các màu. Chị lấy nốt em tính rẻ cho. Đấy. Xe 8 giùm em này. 79.000 một con áo len như thế này, áo len đẹp lắm. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em nhá. Mã số trên là C8. Với giá là 79.000, chất len đẹp chưa? À, trong Sài Gòn là đủ mưa. Trời ơi, mình Bắc nó nóng ghê gớm, nắng lắm. Đi ra ngoài đường nó cứ nổ đèn đen. C8 giùm em với chị này, 79.000 nhá. Đẹp lắm luôn, mình mua cái con này vừa. Để ý em. Em để ý vào cái gậy. C8 giùm em nhá, 79.000, chất len đẹp lắm, cổ tim. Ok, lấy nốt cho chị Hương Giang cái mẫu đấy đi em. Tìm ra cái mẫu đấy ở chỗ đâu còn không? Hết rồi nhỉ? Hết rồi. Em tính đẹp cho. Này, bỏ gọn rồi chị, mai xem cái mẫu này. Em vứt vào chỗ khách sỉ đi. Mà không ghi, bỏ vào cái túi bóng đen ghi chữ chị Hương Giang đấy cho chị. C8 dùm em nhá, 79.000. Không ai bán rẻ như em rồi đâu. Bác nào lấy C8 đi chốt nhanh, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư cho em mã này nhá, mã C8. Chị nào lấy C8 thì mình chốt C8 dùm em nhá. Đẳng cấp luôn, bởi giá là 79.000 các chị yên tâm. Mình chốt rồi là nó không in phiếu đâu. Nên chỉ cần chốt một lần thôi là đã có đơn rồi nhá. Không cần chốt quá là nhiều lần, chỉ cần comment đúng em một lần là đã có đơn. Được chưa? Mã C8 giùm em là có đơn này, 79.000 một con áo len đẹp như thế này. Chất len mông tơ ghi cho em nhá, mềm mịn và đẹp vô cùng. Bác nào lấy C8 thì mình chốt C8 giùm em nhá, 79.000. Đẹp lém. Lên bò đen, em lên bò đen rồi. Váy trơn một màu á, chẳng còn mấy con váy trơn một màu nào luôn ấy. Không có con váy trơn một màu nào luôn ấy chị ạ. Lên cái gì nè? Đây là sau anh đấy, giáo Dũ đấy. Áo đen Dũ này có nhiều không anh? Mã này mình lên luôn cho em, mã em mã bao nhiêu rồi nhỉ? Xe mấy rồi? Nguyễn Thị Hương Giang, bỏ vào túi bóng đen, không cần cột đâu. Em lấy cái túi bóng đen em ghi Nguyễn Thị Hương Giang ở ngoài. Xe 42 dùm em áo nhũ này luôn cho em nhá. Tặng luôn áo này cho mọi người luôn cho em này. Với giá là 55.000 mã xe 42. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về, lấy ít set đi anh, ít set một. Xe 42 dùm em nhá. Chị nào lấy xe 42 thì mình chốt xe 42 dùm em này. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em vô tư nhá. Xe 42 55.000. Ai lấy xe 42 thì mình chốt cho em này. Trời ơi đẹp, áo đen mông tơ ghi. Còn hai màu rồi chị. Xe 42 dùm em nhá. Ý là các chị muốn lên xe gì? Chị nào lấy xe 42 thì mình chốt xe 42 dùm em 55.000 đồng. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về. Ai lấy xe 42 thì mình chốt xe 42 dùm em nhá.
tặng luôn cho các chị mã này luôn cho em với giá là 55.000 thôi. Áo len mông tơ ghi ấy, thậm chí chị nào á tầm 65 các thứ cho em vẫn mặc ok nhá. 65 cân đổ về cho em vô tư thoải mái, cho em ít bộ chị thì cực kỳ là đẹp luôn nhá, mà chỉ có giá là 55.000 đồng thôi. Mã C42, ai lấy C42 thì mình chốt cho em nhá. Hàng nguyên đai đấy, áo nhũ mà. Áo nhũ này rồi mình mặc ở bên trong ấy, rồi chị em mình khoác áo khoác ở bên ngoài, rất là xinh luôn. C42 dùm em nhá, 55.000. Bác nào lấy C42 thì cứ lên đúng mã này cho em là được. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em vô tư nhá. C42, ai lấy C42 thì mình chốt C42 dùm em nhá, 55.000 đồng thôi. Trời ơi, rẻ dã man luôn này. Cái chất nhũ của nó mặc lên đẹp lắm luôn ấy. Lên mông tơ ghi lại còn nhũ nữa chứ. Ai lấy C42 thì mình chốt C42 dùm em nhá, 55.000. 55.000 đồng dùm em. Rồi lên áo này dùm em mã C43. Chị nào lấy C43 thì mình chốt C43 dùm em nhá. Có màu kem và có màu trắng. Mã này mình có lên đúng mã này cho là C43 dùm em là được. Có màu đen và màu trắng. À quên, có màu kem và màu trắng cho em nhá. Mã số là C43. C43 màu trắng này, C43 màu kem. Form này chị em mình dưới bao nhiêu cân? Cái này còn mỗi size gì em? Size S đúng không? Cái này em còn mỗi size S nhá. Chị nào lấy C43 thì mình chốt C43 dùm em. Tặng luôn cho các chị áo này luôn cho em nhá, còn mỗi size S. Tặng luôn cho bác áo này luôn cho em với giá là 69.000 mã C43. Ai lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy cho em nhá. Anh ơi, lấy cho em mã chiên ra đây. C43 dùm em này. C43 màu kem và C43 màu trắng. Tặng nước cho các chị mã này luôn cho em nhá. Với giá là 69.000 này. Form này chị em mình dưới 50 cân đổ về cho em. 55.000 này. C43 màu kem. Ừ, 55.000. Còn mã này mình lên luôn cho em, hay là C43 dùm em nhá. C43 dùm em là được, có màu trắng và màu kem này. Màu nào xuất sắc mà đằng sau có bo chun nhá. Áo này ở ngoài không bao giờ rẻ đâu các chị ơi. Đằng sau có bo chun em này. 69.000 nhá, mã C43. Ai lấy màu nào thì mình chốt màu đấy dùm em, có cái nơ to trước ngực này. Trời ơi, xuất sắc. Màu kem và màu trắng. Ai lấy màu nào mình chốt cho em là C43 dùm em nhá. 69.000 dã man. Không ai bán con áo này mà có 69.000 đồng thôi các chị ơi. Kinh khủng khiếp luôn. Mã số cho em là C43 nhá. Thế chả cái set này hôm trước bảo hết. Thế hôm qua bảo hết rồi còn gì. C43 dùm em. Ok chị Hương Giang mỗi màu 5 luôn. Bác nào lấy C43. Sáng mai Thùy dậy chia xong đơn rồi đi nhặt đơn xỉ với chị nha. Nhặt cả chiều qua đấy, cái bọc chiều qua nằm trong đây này. C43 dùm em nhá. Có bây giờ lên phong tặng cho mọi người đây. Bác nào lấy C43 thì mình chốt C43 dùm em này. Có màu kem và màu trắng nhá. Mình thích màu từ chiều hôm nay. À quên, chiều hôm nay. C43 dùm em. Chiều nay C43 dùm em nhá. 69.000 đồng này. Trời ơi, áo này mặc với quần ống sớ cũng đẹp. Mặc với quần baggy cũng đẹp, mặc với quần vải các thứ đều rất là đẹp luôn. C43 dùm em nhé. Không, bộ đấy thôi. Bộ em sợ bộ đấy. C43. Chị nào thấy 43 màu nào mình chốt cho em màu đấy là được. Với giá tặng cho chị luôn 69.000 nhá. 69.000 đồng cho em này. Màu kem và màu trắng. Ai thích màu nào thì mình chốt cho em màu đấy nhá. 69.000 mã C43. Để anh kể em. Đây. Cái set này hôm qua bán thì lại bảo không hết rồi. Giấu được bằng kỹ rồi mà mặc ấy mà. Mã này mình lên luôn cho em bộ này là C44. Tặng luôn cho các chị với giá là 99.000 nha. Hôm qua để tranh nhau xem. Hết toàn. C44 dùm em 99.000 này. Hôm qua để tranh nhau set này đây. Tranh nhau bằng được. Tranh nhau bằng được để rồi hôm nay lại. Thầm. Nhiều hôm ấy, não nó chạy không kịp nên nó thầm. Ước mơ làm người mẫu nhưng ước mơ làm người mẫu nữ nhưng mà lại bố mẹ sinh ra lại là nam. Kiểu vậy. C44 dùm em nhá, có màu hồng này, màu tím này, màu xanh này, màu đen này. 55 cân đổ về cho em nhá, mã C44 99.000. Cái này em còn hôm qua là hết hàng rồi đấy, hôm qua là không biết là có hay không ấy. Chốt hôm qua đâu có biết chốt hay có hay không đâu. C44 dùm em. Đó em bỏ vào cái cục rồi đi. Ôi cục Balenciaga này, để mai bỏ cục. C44 dùm em nhá, hồng này. Ôi nó nhiều màu lắm các chị ơi, màu hồng này, màu đen này, màu xanh ngọc này và màu tím nhá. Set này gọi là xinh vô cùng luôn cho em nhá. Chị nào lấy C44 thì mình chốt C44 dùm em. 99.000 một bộ thôi. Hôm qua tranh nhau cái set này á, em không nói điêu. Có quần ở bên trong luôn này. Set này có quần ở bên trong luôn cho em nhá. Mã số là C44. 99.000 đồng một set, dã man. Ai lấy
lấy xe 44 thì mình chốt cho em nhá, 99.000, kinh khủng khiếp chưa? Đằng sau có bơ chun thoải mái cho em như thế này nhá, họ tranh nhau mua. Bây giờ nó là loài trong kho. Áo này chiên nốt. Áo này lên luôn cho em, áo này là C45. C45 dùm em nhá. Chị nào lấy C45 thì mình chốt C45 dùm em này. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về C45, tặng nốt các chị luôn đi. Với giá là 29.000 một cái áo phông đi, C45. C45 29.000. Ai lấy C45 thì mình chốt C45 dùm em nhá, 29.000 đồng. C45 trời. Tóc đã rối rồi. C45 dùm em 29.000. Hôm qua mơ gặp ông trời. Bác nào lấy C45 thì mình chốt C45 dùm em. Rồi em xin có nước anh. Uống cái nước gì tăng độc đi chứ người nó mềm như bún ấy. Ông trời không bán cho con đề nào. Không, ông trời chẳng cho con đề nào, nó đổi đời. Đánh thì nó đổi đời. C45 chị. Uống vào hút qua không, uống vào hút xấu ra. Tăng lực. Không, uống nước. Hết xấu ra chưa? Không, nhưng mà cho em. Anh ơi, lấy nước đá lạnh cho em đi. Em thích uống nước đá lạnh. Em không thích uống nước ngọt. Nó xấu da. Buông đi. Phi. Anh ấy táo đi em. Mai để thâm ấy. Xe 45 dùm em nhá. Bác nào lấy 45 thì mình chốt dùm em là có đơn. Sang, mịn, xịn và đẹp luôn. Trời ơi. Quá mê. Ôi trời ơi. Xe 45 dùm em. Chị nào lấy C45 thì mình chốt ngay vào luôn nhé. 29.000 này, đen và trắng. Nhớ là nhà em chốt đơn từ hai cái nhá. Nhiều lúc không nhắc các chị lại quên. Thứ nhất là nhà em không cho dồn đơn. Ngày này, ngày nào đi đơn ngày đấy. Thứ hai là nhớ chốt đơn từ hai cái để nhà em còn điện chốt đơn. Một cái nhà em xin phép không gọi điện được. À, hết ngủ luôn á chị. Không, mắt em vẫn cứ díu bình thường. Ai, mắt nó tạ sốc tức đêm mà hai con mắt nó thâm. C45 dùm em nhá. Ai lấy C45 thì mình chốt cho em này. Bộ này dùm em này. Mở thêm bộ cao cấp màu đen đi. Bộ này mình lấy luôn cho em. Ai lấy C46 nhá. Tặng nốt cho các chị luôn bộ này đi nhá. C46 dùm em. Sẽ có màu xanh. Sẽ có màu đen và màu trắng nhá. 79.000 một bộ, 60 cân đổ về, cảm em cái pin. Sẽ có màu đen và màu trắng em này. Hàng thể thao luôn cho em nhá, từ 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Chị nào lấy C46 bác nào lấy C46 thì mình chốt C46 dùm em, 79.000 một bộ. 79.000 dùm em nhá. Áo mình có thể mặc rời, quần mình cũng có thể mặc rời luôn cho em, mã số là C46. Máy ở giữa. 79.000. Bác nào lấy C46 thì mình chốt cho em dáng quần thể thao này. Eo ơi, chất mềm, chất đẹp cực kỳ luôn cho em như thế này mà có 79.000 một bộ. C46 dùm em nhá, 79.000. Mình từ 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư. Áo mặc rồi cũng được. Mình mặc cả bộ cho em cũng được luôn ấy. Bác nào lấy C45 thì mình quên C46 thì mình chốt C46 dùm em nhá. Với giá tặng các chị luôn, với giá là 79.000 một bộ. 79.000 em lên quần jean rồi. C46 dùm em có màu đen, C46 màu trắng luôn cho em này. Ai lấy C46 thì mình chốt C46 dùm em nhá. 79.000 một set cho em, set quần thể thao này. Dáng mặc lên thì siêu đẹp luôn nhá. Dáng mặc lên thì siêu đẹp luôn cho em được chưa? Cứ lên đúng mã này cho em là C46 là được. Sẽ có màu đen và sẽ có màu trắng. Ai lấy C46 màu nào mình chốt cho em màu đấy. Dáng mặc lên thì siêu đẹp nhá. Dáng trời ơi, dáng này. Áo mình có thể mặc rời. Quần mình cũng có thể mặc rời luôn cho em nhá. Với giá là 79.000 một bộ này. Áo này chất đẹp lắm luôn ấy, form to ơi là to này. Eo ơi, cái sờ chất này nó mềm. Mềm cực kỳ luôn cho em ấy. Em còn bộ lửng nhá, cho em cái bộ lửng màu đen đấy. Áo có tông và quần vải lanh đấy. Không nước đá à đi. Uống cái đấy nó khô miệng lắm, nó muốn thèm. 79.000 em. Áo màu đen đấy. À, bộ kiểu thư này. Đi. Rồi. Má này mì lên luôn cho em mã C47 nha. Bộ tiểu thư các chị ơi. Nào bán tặng các chị nốt đi bộ này luôn đi. Trời ơi. Tặng nốt đi. Nào tặng nốt cho em bộ này cho em nhá. Nhanh tay. C47 xả kho nốt bộ này cho mọi người luôn. 49.000 thôi.
60 cân đổ về cho em xe 47, 49.000 nhanh tay. Khẩn trương nha các bác ơi, khẩn trương. Xe 47 dùm em, 49.000 bộ tiểu thư. 60 cân đổ về nhá, vải đuổi nên nó mặc cảm giác là mình bỏ túi nên nó hơi nhăn. Nhưng mà khi các chị giặt ra, giặt rồi mình phơi ấy thì nó sẽ là lượt các thứ là ok luôn, được chưa? Xe 47 dùm em, 49.000 một bộ đồ. Vừa bán vừa tặng bộ tiểu thư cho em nhá, mã số là xe 47. Nhanh tay thì được, chậm tay là hết. Và nhớ là chia sẻ livestream để máy tính in đơn nhé mọi người. Nhớ chia sẻ livestream để máy tính bên em in đơn nhá. Không chia sẻ livestream sẽ không có đơn đâu. Lưu ý giúp em là như thế. Xe 47 chúng em có màu hồng đậm và màu hồng nhạt. Mình thích màu hồng như thế nào ngày mai mình báo với các bạn này em nhá. Xem xin không đá nào. Mình thích màu hồng như thế nào thì mình chốt cho em là xe 47 màu hồng đậm, xe 47 màu hồng nhạt. Bác nào thích màu nào thì mình cố comment đúng mã cho em là xe 47. Tặng luôn các chị 49.000 đồng. Ui cái dáng này mặc lên thì mê luôn. Mê tập phê luôn cho em mã này luôn cho em nhá. Xe 47. À đấy xe 47 mình chốt xe 47 giùm em. Tặng luôn các chị với giá là 49.000. Nhanh tay khẩn trương. Nhanh lẹ tay các chị ơi. Bác nào nhanh tay thì được, chậm tay là không có phần đâu. Ui dồi ôi đã màn. 49.000 đồng mã xe 47 nhá. Ai lấy xe 47 mình chốt xe 47 giùm em 49.000. Chất đẹp long lanh. Ôi chất đẹp quá, chất đẹp quá. Xe 47 giùm em 49.000, tặng nữa đỡ chị 49.000. 49.000 giùm em nhá. Áo bò này xinh không? Em để lại nhá. Đây là món soju bên rồi nhớ nướng. Xe 47 giùm em. Má nào này 47 mình cho 47 cho em nhá. 49.000 đồng. Ừ. Chị bảo là hồng đậm hồng nhạt đấy. Mai bảo khách là xem lấy hồng nào được chứ. Xe 47 giùm em này. Sang màu đỏ đi. Màu đỏ yêu thương. Chị Kim tắm trước đi chị. Xe 48 màu đỏ nhá. Xe 48 màu đỏ này. Chị nào lấy xe 48 thì mình chốt xe 48 cho em là màu đỏ này, 49.000 đi. Xe 48 màu đỏ nhá. Ai lấy màu đỏ thì mình chốt màu đỏ cho em. Chất liệu của nó là vải đũi này. Eo ơi đẹp rụng rời con tim. Ui cái màu đỏ này mặc xinh luôn. Xe 48 giùm em nhá. Màu đỏ. Eo ơi nó mịn quá. Chị nào lấy xe 48 thì mình chốt xe 48 giùm em này. Vâng em có lên đấy. Xe 48 giùm em nhá. 49.000 nốt. Chị chia sẻ livestream mà không hiện đúng không chị ơi? Facebook nó không hiện lên người chia sẻ livestream đâu, chỉ có bếp thôi. Facebook nó không hiện nhá. Chị nào lấy xe 48 thì mình chốt xe 48 giùm em. Không, em không có bộ đát nữa đâu. Bộ đát hết hàng rồi. Bây giờ có bộ đát rẻ các chị có mua không? À các chị có muốn mua không? Xe 48 giùm em. 49.000 màu đỏ này. Chị nào lấy xe 48 thì mình chốt xe 48 giùm em nhá. 49k. Chất đẹp cực kỳ luôn. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Trời ơi. 49.000 mã xe 48. Ai lấy xe 48 thì mình chốt xe 48 giùm em nhá. 49k. Chất này đẹp lắm. Bác nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh luôn cho em nhá. Không ai bán rẻ như này đâu. Bộ tiểu thư là luồn một cái lên là mặc nó ngon ngay. Đấy, mà chỉ có giá 49.000 mã xe 48. Ai lấy 48 thì mình chốt cho em nhá. Quần này. Quần nó còn bánh bèo đến cái cỡ như thế này cơ mà. Quần bánh bèo như thế này luôn cho em nhá. Mà chỉ có 49.000. Vừa sang vừa đẹp, chất quá đẹp luôn ấy. Xe 48 giùm em nhá. Ai lấy xe 48 thì chốt ngay. Với giá là 49.000 đồng một bộ thôi. Rẻ mà đẹp đúng không? Xe 48. Bác nào lấy 48 thì mình cho 48 giùm em nhé. Đau cả mông. Ok. Mình lấy luôn cho em một váy này cho em là xe 49 này. Xe 49 màu xanh. Xanh đậm và màu xanh nhạt. Màu xanh vàng và màu xanh lá đi. Xe 49 màu xanh xanh này. Và xe 49 màu vàng cho em nhé. Em tặng nước các chị với giá là 119.000 mã xe 49. Xe 49 màu xanh và xe 49 màu vàng. Form này chị em mình dưới 55 cân đổ về. Size M nhá. Xe 49 á. Sao không chia sẻ được, có cái nút chia sẻ live stream đấy các bác. Nhiều chị vẫn chia sẻ thành công đấy. Chị nào lấy xe 49 thì mình sẽ cho xe là 4. Xe 49 dùm em nhá. Xe 49. Em vẫn đang còn bộ hàng 169.000 chắc chưa mai sẽ làm đâu mọi người. Bây giờ nốt cái mã này đi. Sao đấy lên lên làm như thế. À lương công. Xe 40. Lên hàng lúng túng á. Em bảo chị bán hàng lung tung cả nhà lúng túng á. Không. Thế sao?
49 giùm em. Xe 49 màu xanh, còn mấy em không nhiều. Xe 49 màu xanh, xe 49 màu vàng cho em nhá. Tặng luôn cho các chị luôn cho em này, với giá là 119.000 nhá, size 55 cân đổi với cho em. Size này chị em mình cứ 55 cân đổi với cho em, có màu vàng này, hết vàng rồi đúng không? Hết vàng rồi, bây giờ còn xanh. Đây bây giờ em còn xanh thôi. Chị nào lấy xanh thì mình chốt xanh cho em nhá, còn mỗi màu xanh. Ai lấy xanh thì mình chốt xanh dùm em nhá, có thun ba lỗ mà. Thun ba lỗ em vẫn đang còn đấy. Cái này thì còn 3 bộ thôi. Mã xe xe 50. Còn 3 bộ. Màu tím này. Chị nào lấy xe 30 thì xe 50 thì mình chốt xe 50 cho em nhá, 89.000. Xe 50 dùm em 89.000 đồng mã xe 50 thì bộ này em không thể sale rẻ hơn. Thực sự luôn bán cái giá mà đưa cái mức giá là 89.000 là quá bèo đó chị ạ. Áo em mặc có cả màu xanh nhạt. Xanh đen. Xe 50 dùm em nhá, 89.000 bộ Adidas. Bộ giấy. Chị nào lấy xe 50 thì mình chốt xe 50 cho em, có 3 bộ thôi. Cái này có 3 bộ rồi nhá. Ba nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em, mã số là xe 30. Áo là xe 33 cho em nhá. Áo em mặc là xe 33 149. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là xe 50. Bộ đát màu tím 89.000 mã xe 50. Ai lấy xe 50 thì mình chốt xe 50 giùm em nhá, 89.000. Chất siêu đẹp luôn, có theo logo đầy đủ này. Đấy, ai lấy xe 50 thì mình chốt xe 50 giùm em nhá, theo. Chữ của nó là chữ theo như này luôn cho em nhá. Đây. Form dễ mặc cực kỳ luôn cho em nhá, 40 cân đổ lên. 55 56 cân đổ về cho em vô tư này. Ok chị ạ, thi mi thái một cái xe 50 này. Bác nào lấy xe 50 thì mình chốt xe 50 cho em nhá, với giá là 89.000. Cái này thì không thể sale hơn, rẻ hơn được các chị ơi, tại vì cái này lên đắt rồi, 19 này. Xe 50 dùm em nhá. Ai lấy xe 50 thì mình chốt xe 50 dùm em, 60 cân vừa chị ơi, giá này dễ mặc mà. Rất là dễ mặc luôn cho em. Áo ba lỗ em có lên rồi đấy. Áo ba lỗ lên cho mọi người rồi. Sơ mi jean thì em còn mẫu này thôi. À, còn mẫu 79.000 hôm qua thì vẫn đang còn. Mẫu 79.000 hôm qua thì em vẫn đang còn nhá. Xe 50 hết hàng. Anh xem ở trên kệ còn không? Uống cái đấy rồi lại buồn ngủ. Tôi luôn đi ngược với cái mong đợi của cái bò hốc luôn. Áo em mặc là xe 33 nhá, 149. Rồi, ui trời, đập hộp. Kiểu mình có mua hàng hiệu mình đập hộp luôn nhỉ. Rồi, mã này mình lên luôn cho em, mã này là xe 51 dùm em. Em hết hàng rồi, à hết cái kiểu đầm đuôi cá đấy. Xe 51 dùm em nhá, 89.000, ui. Fanny hồng đẹp quá. Xe 51 các chị ơi, 89.000 đồng mã xe 51. Bộ giấy. Ai lấy xe 51 thì mình cho xe 51 dùm em nhá, 89.000 đồng. Ui, wax wax chưa. Eo ơi, cái bộ này có 89.000, đùa các chị, chất đẹp nhở. Eo ơi, cái quần là cái vải gì ấy, cái vải để may váy hoa ấy. Cái áo thì là chất cotton tông mà nó còn thêu nữa. Chất cotton tông đầu cho em nhá, chất mềm. Xe 51 dùm em nhá, 89.000 mã xe 51. Ai lấy xe 51 thì mình chốt xe 51 dùm em, 89.000 đồng. Đây. Không, quần đẹp nhở. Eo ơi, dã man, quần túi rất là sâu luôn các chị ơi. Chị nào lấy xe 51 thì mình chốt xe 51 dùm em nhá, 89.000. Form dáng đẹp cực kỳ luôn cho em này, trời ơi. Dã man luôn các chị ơi, nhìn cái form này. Eo ơi, chữ theo cũng chứ. Chữ của nó là chữ theo cho em nhá, form dáng dễ mặc cực kỳ. Bác nào lấy xe 51 thì mình chốt xe 51 dùm em, 89.000 đồng thôi. Form dáng dễ mặc cực kỳ luôn mà chỉ có 89.000. Xe 51, 56 cân vừa thoải mái cho em nhá. Bác ơi, em có giới chị Thi Mi Thái. Chị ơi, chị có xe 50 rồi đấy. Xe 51 dùm em nhá. Ai lấy xe 51 thì mình chốt xe 51 dùm em. Tặng luôn nữa chị luôn cho em bộ này luôn cho em nhá, 89.000 em không thể sale rẻ hơn nữa chị ơi. Không thể sale giá rẻ hơn được. Tại vì là cái giá này mà gọi là quá là rẻ rồi các chị nhá, không thể giá rẻ hơn được. Trời ơi. Em nhét vào giữa ấy, gấp đôi lại. Gấp đôi cái bộ vàng lại, nhét vào giữa. Xe 51 dùm em nhá, 89.000. Bác nào lấy xe 51 thì lên đúng mã này, chưa là xe 51 dùm em, 89 đó. Chị bảo lần sau để ý, bỏ vào cái gậy đi còn. Xe 51 dùm em nhá, 58 cân đổ về vô tư.
Ai lấy xe 51 thì mình chốt xe 51 dùm em nhé. Bây giờ lên cái mã gì cho các bác rồi nhỉ? Các chị có thích quần bò nữa không? Rồi, bộ này mình lên luôn cho em ấy là xe 52. Xe 52 dùm em. Xe 52 dùm em là có đơn. Tặng luôn nữa các chị, bộ này 55.000 thôi, mã xe 52. Em mỗi lần em bán lồng côm là mắt em lại lưu diêu, em nói thật với các chị. Cứ mỗi lần rơi lồng côm là không hiểu sao. Đừng có ngắt nữa. Xe 52 dùm em nhá, 55.000 mã xe 52. Bác nào lấy xe 52 thì mình chốt xe 52 dùm em, không còn sót em hết hàng rồi. Cứ lên đúng mã này cho là xe 52 giúp em nhá. Tặng luôn các chị 55.000 này. Nguyên một cái bộ như thế này á mà chỉ có 55.000 đồng, dã man chưa? 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về, mình mua cho bà, mua cho mẹ, mua cho bác mình cũng được. Tại vì cái dáng này nó rất là dễ mặc, nó không phải là trẻ mới mặc được, hay là trung tuổi hay các gì mới mặc được. Nói chung là lứa tuổi bao nhiêu cũng mặc được luôn cho em nhá. Mã số cho em là C52. Tặng luôn cho các chị với giá là 55.000 một bộ. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư. Áo mình có thể mặc rời. Áo này chị em mình mặc rời cũng được. Quần chị em mình mặc rời cho em cũng được luôn, mặc bộ ở nhà luôn cũng được luôn. Với giá thì có 55.000 một bộ đồ cho em như thế này. Chị nào lấy C52 thì mình bình là C52 dùm em nhá, 55.000 một bộ. Tặng luôn các chị 55.000 bộ này nhá. Đảm bảo bộ này ở ngoài giá thị trường thì không bao giờ có giá là 55.000. Ok chưa các chị? Bộ này mình có thể đi tham khảo giá cho em hàng như thế nào ấy. Cũng là hàng thiết kế hàng may thôi, nhưng mà các chị cứ so sánh xem cái chất vải nó có giống nhau không. Chất vải này là siêu đẹp luôn cho em rồi. Cái vải nó rất là mềm này. Cầm trước còn mà nó bay bay như thế này các chị này. Nó mềm lắm ấy, chứ nó không có gọi là cứng cứng nhơ, cứng nhắc đâu nhá mọi người nhá. Xe 52 dùm em. Xe 52 dùm em nhá. Chị nào lấy xe 52 thì mình chốt xe 52 dùm em. Tặng luôn các chị với giá là 55.000. Cứ lên đúng mã này cho là xe 52 thôi là được, 55.000 đồng nhá. Form dáng dễ mặc cực kỳ. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về vô tư. Được chưa? Chị nào lấy xe 52 thì mình chốt xe 52 dùm em nhá, 55.000 thôi này. Em ơi chất đẹp cực kỳ các chị ơi, chất mê luôn ấy. Chất mê, chất mệt đẹp ơi là đẹp luôn mà chỉ có giá là 55.000. Xe 52. Chị nào lấy xe 52 thì mình chốt xe 52 dùm em nhá, 55.000. 55.000 mã xe 52. Anh ơi cái này có bao nhiêu gì? Quần 1 đẹp một cái thôi. 9. Quần này đẹp nhá. Xe 53 cho em quần này. Eo ơi. Mặc thử cho các chị xem một cây đi thôi. Xem rồi đấy. Không, không có sốc màu rồi. Xe 53 dùm em nhá. 149 mã xe 53 này. Chị nào lấy xe 53 thì mình chốt xe 53 dùm em 149.000. Xe 53 dùm em là được. Cái này là cái gì đó. Chị nào lấy xe 53 thì mình chốt xe 53 dùm em này. 149.000. Nhưng mà em mặc xe M nó to. Xe M nó to mà. Mặc xe S thôi. Mày chưa mày. Ôi chưa mày. Chưa mày đi. Nghỉ đi. Để tắm đi. Xe 53 rồi mày. Hôm nay mệt lắm rồi. Thấy chung. Bóng mệt rồi. Này. Mã này mình lên luôn cho em là xe 53 cho em nhé. 149. Xe 53 149 này. Quá đẹp luôn. Xe 53 149.000. Mã số là xe 53. Chị Minh Minh 3 bộ. Ok chị luôn. Mấy bộ cũng có. Xe 53 dùm em quần 3Q nhá. Hàng này mới về đó. Chị nào lấy xe 53 này mình cho xe 53 dùm em 149.000. Xe 53 dùm em nhá, 149SML. Quần này là quần đẹp luôn. Dáng này siêu chuẩn luôn. Trưa mai em sẽ mặc cái dáng này cho mọi người. 3Q. Dáng ngon lành cành đào luôn cho em nhá. Mã xe là xe 53. Chị nào lấy xe 53 thì mình cho xe 53 dùm em nhá. 54 cân mặc xanh M cho em cũng được. 54 cân bác mặc xanh M ấy. Size S là dưới 52 cân. Size M dưới 55 cân. Và size L các chị dưới 56, 57 cân cho em. Và cái form quần này 58 cân cho em vẫn mặc vừa. Riêng cái mã này thì tầm 58 cân cho em vẫn mặc vừa cho em nhá. Với giá là 149.000 mã xe 53. Chị nào lấy xe 53 thì mình chốt xe 53 dùm em nhá. Bác nào mà 57, 58 cân cho em mặc vừa cái mã này này. Cái mã này là nó có cái size tầm 57, 58 cân đấy. Nên chị nào lấy mã này bình luận là C53 dùm em nhá.
Size 53 dùm em là có đơn với giá là 149.000 một quần. Ai lấy size nào thì mình chốt size đấy dùm em. Mã này chị nào mà lúc này bảo là không có size tầm 57, 58 cân thì chốt ngay và lẹ luôn cho em cái quần này. Chỉ có mỗi cái mã này là các chị mặc vừa thôi, không có gấp thì em cũng không còn. Chị nào lấy size 53 thì mình chốt size 53 dùm em nhé, 149. Full size SML nha. Ai lấy size 53 thì mình chốt size 53 dùm em, 149.000 này. Không, em nghỉ nhá mọi người, hôm nay em mệt quá rồi. Em nghỉ sớm nhá mọi người ơi, nghỉ sớm 10 phút. Hẹn các chị vào ngày mai nhá, hẹn các chị vào trưa mai nhá. Trưa mai hoặc chiều mai. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của em. Chương trình đến đây là kết thúc, hẹn các chị vào ngày mai. Vâng, ngày mai nha các chị ơi, ngày mai lại lên nhá. Các chị nhớ, nhớ ngày mai mình nhận giáo nhá. Bye bye mọi người. Em có bộ cao cấp, trưa mai để em lọc đi. Trưa mai em sẽ đem bộ cao cấp cho mọi người nhá. Có trưa mai đấy, trưa mai có lên bộ cao cấp cho các bác đấy.